Nói gì không ta, hãy cứ im lặng. Thì mọi người sẽ xinh thường cười với ai. Một đoạn đời yêu thương bên nhau. Mắc cái kia rồi. Thìn cơm chung nè. Đúng rồi, mấy đứa ơi, cổ vũ anh coi. Tội cổ vũ đầu óc anh coi, hôm nay anh giờ này anh nhiều việc quá luôn á. Thành ra là bây giờ đầu óc anh nó bị lót á. Kiểu bị già, bị khùng á. Mấy đứa cổ vũ anh coi. Anh ơi cười lên. Để anh kể chuyện ma vui cho mấy đứa coi. Mấy đứa anh không cần gì hết á, anh chỉ cần mấy đứa cổ vũ anh cái thôi à. Anh chỉ cần mấy đứa cổ vũ anh thôi. Mấy đứa cổ vũ cho anh nha. Mấy đứa cổ vũ cho anh nha. Anh không được ngủ đủ luôn á. 3 ngày rồi á, anh chỉ ngủ được chắc mỗi ngày anh ngủ được 4-5 tiếng thôi á. Anh không được ngủ đủ 4-5 tiếng, có khi 3 tiếng rồi. Trời ơi, anh làm đủ thứ mà anh không hiểu sao việc đâu ra nhiều quá luôn á. Kiểu má ơi, việc không hết việc anh luôn á. Không hết việc luôn á, cảm ơn mấy đứa nha. Mấy đứa giúp anh cười lên, anh ơi cười lên. Nãy giờ cũng rần không hết việc luôn, mới trễ 5 phút á. Trễ 5 phút á, cũng rần không hết việc luôn. Không hiểu tại sao luôn. Anh kể chuyện ma vào thứ tư, thứ sáu hàng tuần và chủ nhật. Thứ tư, thứ sáu, chủ nhật hàng tuần lúc 9 giờ tối nha. Anh kể chuyện vào thứ tư, thứ sáu, chủ nhật lúc 9 giờ tối nha. Hello Lục yêu dấu, hello Girl Zitten, hello BV nha, hello bạn My nha. Cảm ơn bạn Seven, cảm ơn bạn N đã chia sẻ cho anh nha. Cảm ơn bạn Hải Chu Dạo, Hải chụp hình dạo để chia sẻ phiên like cho anh nha. Cảm ơn bạn Ba Chấm đã chia sẻ phiên like cho anh nha. Cảm ơn, hello bạn Mami. Giọng anh bị... Ừ, tại hôm qua anh nói nhiều quá. Hôm qua anh nói nhiều quá. 900 bạn bắt đầu kể chuyện ma nha mọi người ơi. Nói chung là anh bận quá. Mà bây giờ anh cũng đang muốn giữ tương tác bên TikTok. Nào mà kể lại trên Ikea Kagam thì anh nói nha. Hello bạn NWC nha. Hello bạn Hồng Nhung nha. Hello mấy đứa em ruột. Cảm ơn bạn Mai Hương đã chia sẻ. Cảm ơn bạn Sager đã chia sẻ. Cảm ơn bạn Pepe Min đã chia sẻ. Cảm ơn bạn Dư Hấu đã chia sẻ nha. Cảm ơn bạn Huynh 1805 đã chia sẻ. Cảm ơn bạn Nguyễn Trần Đăng Khôi nha. Cảm ơn bạn Hi, cảm ơn bạn Thủy Tiên. Cảm ơn bạn Girl City đã chia sẻ. Cảm ơn bạn Hải Sản, Hải Cẩu. Hello bạn, cảm ơn bạn Bu chia sẻ cho anh nha. Mấy bạn ơi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ra quán ủng hộ anh ha. Hôm nay là kiểu mà sao ta, hôm nay là rằm á nên anh không có ra. Hôm nay rằm anh nghỉ mà anh bán lại. Cảm ơn bạn ignk.link chia sẻ viên like cho anh. Cảm ơn bạn Thu Phương, cảm ơn bạn Đăng chia sẻ nha. Cảm ơn bạn Bu chia sẻ. Cảm ơn bạn Nghi ăn cơm cùng Conan chia sẻ. Cảm ơn bạn Xuất Kích khỏi đời tình yêu tên gì vậy má. Cảm ơn bạn Bu, cảm ơn bạn My. Cảm ơn tụi em chia sẻ cho anh nha. 900 bạn bắt đầu kể nha. À, cái chuyện hôm qua chắc hôm nay anh kể lại cho nó rành mạch nha. Hôm qua anh kể có sai một số vấn đề, một số chỗ á. Cho nên kể lại và có chuyện mới nữa nha tụi em ơi. Với lại chuyện hôm qua có nhiều bạn không được nghe á. Cho nên là bạn nào mà nghe chuyện hôm qua rồi á. Thì các bạn nghe lại một lần nữa thông cảm giúp Bảo hôm nay nha. Đừng có kêu là chuyện rồi, nghe rồi nha. Tại vì có nhiều bạn hôm qua chỉ có 500 bạn coi thôi. Thành ra là có nhiều bạn không coi lắm. Sắp tới chắc lại IG nha. Cảm ơn con gái của mẹ nha. 900 bạn bắt đầu kể chuyện ma nha. Trời ơi, muốn nổ não luôn mấy đứa. Cảm ơn bạn Hy nha. Cảm ơn bạn Soji, cảm ơn bạn Hy. Cảm ơn bạn Trương Kim. Hello Bảo Bảo. Hello Am Quân nha. Cảm ơn bạn Gia Huệ, cảm ơn bạn Thanh Hiền, cảm ơn bạn Hai Con Mắt nha. Trời ơi, mọi người ơi. Hello bạn Nguyễn Hữu Phước nha.
chính cho bạn bắt đầu kể chuyện ma nha mọi người ơi. Ê, hôm nay chuyện ghê nha. Chuyện ghê. Chuyện ghê lắm. Đã hẹn. Đợi các bạn ráng đợi xíu nha. Đợi đông đông mấy bạn vô đi. Tại vì biết sao mình đợi cho mọi người vô cùng để mình nghe cùng á. Tội mấy bạn nghe sau cái mấy bạn không có hiểu. Tội mấy bạn. Cho nên là mình đợi từ từ nha mọi người ơi. Cảm ơn. Hello bạn Tuyền nha. Anh mới lên hả anh Gục? Đúng rồi anh mới lên. Lần đầu nghe like thiệt không má? Thiệt á hả? Dạo này chỗ em nhiều tan quá. Ồ ghê quá à. Cái này là tháng 7 cô hồn á mọi người cẩn thận nha. Mọi người ơi, 900 bạn bắt đầu kể nha mọi người. Anh ơi mới vô trọ thì nên cúng vái gì? Em mới vô trọ thì em cúng trái cây bình thường thôi. Em cúng là con lạy ông bà chủ đất. Con lạy ông bà chủ đất nè. Ví dụ như là mình mới vừa vô một cái căn nhà đi, mình lập một cái bàn thiên ở trong nhà, mình cúng là Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy ông bà chủ đất có mặt tại mảnh đất, để đọc địa chỉ ra, họ tên, ngày tháng năm sinh, con là họ tên, ngày tháng năm sinh. Xong rồi con cứ là hôm nay con tới đây là con mướn cái phòng trọ này để con học đại học, cho nên là con hy vọng là ông bà chủ đất hoặc là cô chú anh chị khuất mặt có mặt tại mảnh đất này có thể phù hộ cho con. Nếu mà em sợ ma thì em kêu là Mạc, con sợ ma lắm, thôi đừng hiện ra, xin đừng hiện ra, con sợ lắm, con không kìm được đâu. Hoặc là mày muốn nói cái gì á thì mày phải tâm sự với người ta trước, mày chủ động trước, mày nói với người ta. Đó là người ta thấy mà mình vô một cái là ít ai mà chủ động vậy lắm. Giống như cái việc mà khi mà em vào trong, ma nó cũng là con người, trước đây nó cũng là con người thôi. Giống như là khi mà em tới một cái nơi nào đó, em chủ động em chào, em cười với người ta. Dạ em chào chị, dạ em chào anh ạ. Dạ em chào cô chú ạ, dạ em chào ông bà ạ. Không có người lớn nào mà ghét em hết trơn á, kiểu giống vậy á. Còn nếu mà người ta ghét em á thì thôi em chuyển chợ đi. Thí dụ như mà mày vô cái chợ nào á mà tối nằm mơ ngủ á, thấy ai bóp cổ mày là nó không muốn mày ở đó. Kể cả bây giờ mày có xin nhiều bao nhiêu đi nữa mà nó vẫn bóp cổ mày, có nghĩa là nó hận thù nhiều quá rồi, nó không muốn cái sự tồn tại của mày ở đó. Cho nên là mày, tại sao mày phải ở cái nhà đó, đúng không? Đó, chưa có kể mọi người ơi, 900 bạn bắt đầu kể nha. Mọi người chia sẻ phiên live giúp anh nha. Bị công an hốt, có phải do cô hồn không anh? Trời ơi, chắc cô hồn tức lắm á má. Trời ơi, bị công an hốt. Má này đi, má này không có bằng lái mà tự nhiên giờ đổ thừa cho tao. Má này nữa. Tao mà là con cô hồn nó kêu má này nữa. Đi không có bằng lái rồi giờ đổ thừa cho tao. Cái gì cũng tao, cái gì cũng tao. Tao tưởng tao idol cây bóp không đó. Sao tao chịu sức ép dư luận dữ vậy? Có tháng 7 cô hồn để đi lên đây để đi chơi với mọi người thôi à. Để đi gọi là đầm sen thôi. Cũng gặp tụi mày nữa, cái gì cũng tao, cái gì cũng tao. Tao mà là cô hồn chắc tao tức điên luôn á má. Tao nói thiệt. Ê hồi xưa tao không biết. Cái gì tao cũng đổ chỗ tại tháng cô hồn á. Tao nói thiệt mày nha. Tao nói nha, tao đi làm. Tao đi làm mà tao quên cái. Trời ơi, diễn viên đi làm mà quên quần áo cũng đổ thừa tháng cô hồn. Trời ơi, tháng cô hồn á, trời ghê quá à. Tháng cô hồn đi ngoài đường gì hả, để quên quần áo không, giờ không đi diễn được, đúng là hả, cô hồn ghê thiệt. Mấy cô hồn tức chết luôn á má. Nghề nghiệp của mày mà mày không nhớ, nghề nghiệp của mày mà không nhớ, cái gì cũng đổ tao hết trơn á. Tao cô hồn chắc tao tức dữ nữa. Rồi bây giờ kể nè. Bây giờ mình xin phép đặt tên. Không biết, chưa đặt tên đâu. Chuyện là gì nè. Cái bạn gửi câu chuyện này cho Bảo á, là đã từng gửi chuyện cho Bảo rồi. Thì trước đây á, là bạn á, có làm ở trong một cái nhà hàng người Hoa. Mà cái phong cách của nó cực kỳ Chinese luôn mọi người ơi. Là trong đó nha, là người ta sẽ đề co những cái bức họa mà kiểu mà cái mặt nạ mà hình kiểu giống như là hí kịch vậy đó. Là hình kiểu giống như là có người có râu nè, đàn ông có râu nè, rồi vẽ mặt họa mặt. Đặc biệt nha, trong cái nhà hàng đó, một cái nhà hàng nhấu tên nha, chứ kiểu giống như là nếu mà mình nói tên ra thì sợ là ảnh hưởng nhà hàng đó lắm. Thì trong cái nhà hàng đó có 3 bức tượng. Hai bức tượng hai bên á thì ngồi, hai bức tượng hai bên thì đứng, còn bức tượng ở giữa thì ngồi. Và ba cái bức tượng đó cực kỳ lớn luôn và được đặt trong khuôn viên của nhà hàng. Hai bức tượng hai bên là đứng, còn một bức tượng ở giữa là ngồi. Thì trong đó có một chú bảo vệ, xin phép rồi đặt tên nè. Chú bảo vệ tên là, tên gì? Chú bảo vệ tên là chú
Ủa sao không thấy comment của fan ta nữa vậy trời, tức quá. Chú Lâm, chú Lâm, chú Lâm là cái tên lót, còn tên thiệt của chú là Trung. Trung mà chờ chờ chó nha, chú Lâm Trung, Lâm Trung, chú tên Trung. Cái tên lót của chú là Lâm, Lâm Trung. Ok. Thì cái chú Lâm Trung này nè là chú làm bảo vệ cho cái cửa hàng, cái nhà hàng hoa này luôn. Thì tối á, chú được gọi là đặt cách ở lại. Thứ nhất là chú Lâm Trung này nè ở lại là để kiểu dạng giống như là hả, là được cái chỗ mà nhà hàng này á, là cho một cái chỗ ngủ, cho một cái chỗ ở. Tại vì chú cũng có một mình ơn nè, chú Lâm Trung chú cũng có một mình ơn nè, cho nên là không có gia đình, cho nên là chú được ở đó ngủ lại. Và sẵn tiện á là canh cái nhà hàng hoa này cho người ta luôn. Thì trước khi á mà chú ngủ á, chú phải làm một cái thao tác mà bảo vệ nào cũng phải làm, đó chính là check ở đây á, là check còn ai ở lại trong cửa hàng không, là điện máy đã tắt chưa, máy lạnh đã tắt chưa, hoặc là check những thứ mà còn sót lại và đảm bảo là mọi thứ đã ổn. Thì đêm đó khi mà cái chú Lâm Trung này nè, chú đi check từng nơi trong cái nhà hàng hoa này. Cái nhà hàng hoa này to và lớn lắm các bạn ơi. Nó bự cực kỳ luôn nha. Tới mức độ là nó có thang máy nữa. Xong rồi á, thì chú có đi vào cái căn phòng mà nơi có chứa ba cái bức tượng đó. Thì khi mà chú bước vô, chú cầm cái đèn pin á, chú rọi chỗ này, chú rọi chỗ kia. Thì chú rọi vô ba cái bức tượng, chú thấy có một hiện tượng cực kỳ lạ luôn. Chú thấy á, bức tượng hai bên á thì ngồi xuống, còn cái bức tượng ở giữa đó thì đứng lên. Ban đầu chú không nghĩ gì hết, chú nhìn chú rọi xong rồi chú quay qua thôi, chú tính đi rồi. Nhưng bà mẹ đó, ê, lúc này chú chú cầm cái đèn pin chú quay qua chú rọi, thì thật sự điều chú thấy là đúng. Bức tượng hai bên á thì nó ngồi, bức tượng ở giữa thì nó đứng. Mà thật ra nha, đúng của nó là bức tượng hai bên sẽ đứng, còn bức tượng ở giữa đó thì sẽ ngồi. Chú nhìn rất kỹ và soi rất kỹ, chú dụi mắt rất nhiều lần để khẳng định lại một lần nữa là chú không nhìn nhầm. Thậm chí là chú đánh chú, tại vì chú tưởng là chú mơ. Nhưng mà cho tới khi á, chú rọi lên bức tượng ở giữa thì tưởng tượng ta là bức tượng đi nha. Bà mẹ nó. You better run, 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 run. Trời ơi, chú ơi, chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi mọi người ơi, chạy đi, chạy đi, xịt keo cứ nhát. Trời ơi. Trời ơi, chú nói là bây giờ hả, có cho chú bao nhiêu tiền đi chăng nữa chú không cần đâu, chú nghỉ làm luôn. Và chú kể lại cho những người làm ở đó nghe, chú đâu có dám ở đó nữa đâu mọi người, chú nghỉ làm luôn. Trời ơi, sáng dậy hả, hai cái bức tượng kia trở lại bình thường, đứng bình thường, còn bức tượng kia lại ngồi. Trời, chú chạy mà muốn bay điểm G ra ngoài luôn mà. Điểm G tung bay, điểm G tóc biến. Chú sợ lắm. Trời ơi nha. Mà he, tao nghĩ nha, hai cái tượng kia đứng nguyên ngày cũng mệt quá rồi, bây giờ tới cái tượng kia phải đứng đi chứ, cho nó đều đi chứ, bắt ta đứng hoài vậy, hiểu không? Xong rồi bắt đầu tới một cái người khác nữa. Mà cái con bé này, mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã chia sẻ viên like cho Bảo nha. Mọi người ơi, có thể giúp Bảo lên 1.000 chia sẻ với lại hả là 150.000 tim không? Cảm ơn mọi người nhiều nha. Mọi người đừng quên thả tim với chia sẻ viên like nha. Rồi, mình xin phép được lấy tên cái bạn nữ đó, tên là bạn Thanh Trâm đi. Cảm ơn bạn La Bảo Thanh Trâm nha. Bạn Thanh Trâm đi. Thì cái bạn Thanh Trâm này nè là làm nhân viên phục vụ trong cái nhà hàng đó. Và cái nhà hàng này nha, có một cái khu. Thì cái khu đó gọi là cái khu khách VIP. Cái khu này á là khách bút bàn rồi thì mới cho khách vô, chứ không phải là nó dành cho cái khu là muốn vô thì vô. Ê, không phải là muốn vô thì vô cái khu đó đâu. Thì kiểu như là phải có khách bút bàn trước rồi thì mới có bàn, kiểu là như vậy.
dù cho nhà hàng có đông hay không đông thì vẫn phải làm đúng quy trình đó. Thì các bạn hiểu nha, là cái khu đó rất là VIP luôn, và không phải ai cũng được phục vụ cái khu đó. Đặc biệt nha, cái khu của bạn Thanh Trâm á, làm á nha, là cái mỗi phòng á, là nó sẽ có một cái cửa, mà cái cửa này là cái cửa tự đóng lại, là nó, cái cửa mở ra mà tụi bay thấy cái cửa ở trên là nó có nguyên một cái táp á, nó có nguyên một cái táp hay là một cái cây á, để nó đẩy ra để vô á, là có nghĩa là khi mà tụi bay đẩy ra đúng không, nó sẽ tự đóng lại, và nó đóng bên trong rất là chắc chắn, nó đóng rất là chắc chắn luôn, cho nên là không thể nào mà gió thổi hay cái gì hết. Ok, thì hôm đó là con Thanh Trâm này nó mới đem khách lên trên cái lầu đó. Nó đem khách lên trên cái lầu đó Thì khi mà tới cái phòng đó, cái cửa thì nó là cái cửa kính, cho nên là mình có thể nhìn thấy được bên trong. Nó chưa kịp chạm vào, con Thanh Trâm nha, nó chưa kịp chạm vào trong cái tay nắm cửa nữa, nó thấy ở bên kia có hai bàn tay. Nó đưa một bàn tay thôi, mà bên kia nha, bên trong cái phòng đó có hai bàn tay thò ra cầm cái nắm cửa bên trong, kéo ra để cho nó đi vô. Cái lúc mà nó đi vô rồi thì nó tưởng là có người bên trong, thì lúc này nó đi vô nó bật, tại sao có người bên trong mà không bật đèn, nó bật đèn lên thì nó không thấy ai hết. Mà nha, cái khu này á là không cần nhiều người đứng cái khu này, và cũng không phải ai, đã nói rồi, không phải ai cũng vào phục vụ khu này được. Và khi mà khách mới vô, thậm chí là khách chưa order nữa, thì không cần nhất thiết phải quá nhiều nhân viên ở đây, hiểu không? Các bạn nghĩ đi, các bạn tưởng tượng đi, bây giờ khách mới vô mà, khách vừa book bàn, bây giờ khách book bàn xong đúng không, bây giờ khách mới đem khách lên thôi, thì làm sao mà khách order kịp? Khách còn chưa order nữa, tại sao phải cần nhiều người đứng đó làm gì? Một người là đủ rồi đúng không? Một người là đủ rồi. Cái xong rồi con nhỏ này sợ quá trời luôn mọi người ơi. Có nghĩa là thấy cái bàn tay đó rõ ràng là như vậy nha. Xong rồi hả, bắt đầu sợ quá trời, nhưng mà vẫn làm nha má, vẫn gì miếng cơm bên áo vẫn làm nha. Mà tao nghĩ là chắc kiểu con ma đó nó cũng muốn giúp đỡ, chứ nó không có muốn ở không, hiểu không? Cái con ma ở đó tao nghĩ là chắc là kiểu giống, cũng giống muốn là muốn giúp đỡ, chứ cũng không muốn là mình bị vô dụng á, cũng không muốn mình ở không á, kiểu kiếm việc gì đó làm cho đỡ chán, chứ làm ma cũng chán mẹ. Má này cứ jump scare tao hoài đi. Má này cứ jump scare tao hoài đi. Mỗi lần tao kể chuyện ma mà tới khúc tao la, fan tao nó comment vậy nè. Khúc đó là kể, khúc đó nghe kể chuyện ma cũng có jump scare nữa. Tao la tao hết hồn mà nó kêu tao jump scare. Nó jump scare. Sao nhạc nhỏ vậy? Nhạc gì mà còn nhỏ? Em ơi biết sao, em bật cái tiếng lớn lên. Đã nói rồi, bớt coi xẻ lại. Bật cái tiếng nhỏ quá rồi xong. Có má bữa hả? Coi xẻ. Xong rồi hả, tắt tiếng. Xong rồi tới khi coi lại tao hả, không thấy có tiếng. Cái tao kêu là em ơi coi chừng em. Nó kêu là anh ơi sao em không nghe tiếng. Cái có bạn hả comment trả lời, nó kêu là bạn ơi bạn bật loa lớn lên lại đi, nhiều khi bạn tắt tiếng á. Bạn tắt tiếng, cái xong đúng thiệt vậy luôn má. Trời, nó coi đó. Tao nói là nó coi chắc luôn. Xong nó lộn phim rồi anh. Ok ok, giờ kể tiếp nè. Xong rồi kể tới đâu rồi ta? Tới cái đoạn nào vậy trời? Tới cái đoạn nào vậy ta? Ê, tới cái đoạn nào rồi? Tới cái đoạn nào vậy trời? Tới cái đoạn nào rồi mấy đứa? Anh quên rồi. Ma muốn giúp đỡ. À đúng rồi, trong cái nhà hàng này á, mình có kể với các bạn một cái đoạn á, đó chính là mặt nạ. Có nghĩa là người ta trang trí á, người ta trang trí là người ta để những cái mặt nạ mà kiểu giống như là hí kịch á. Người ta để mấy cái mặt nạ kiểu mà hí kịch, mà kiểu mà giống như nó có râu, rồi mấy cái ông có râu mà hờ sá chào chàng chà chống quốc chú quả tù sát cá chà. Đó là kiểu giống như là các bạn biết mấy cái đó không, mà kiểu đó, hiểu không? Đó là cái mặt đó, các bạn tưởng tượng nghe chưa, mấy cái mặt nạ đó đó đó, thì đó, thì ở trong cái chỗ đó nó treo mấy cái đó làm gọi là điểm nhấn. Thì có thằng bé kia nó tên là thằng bé kia tên là Phi Phai là số 1 á. Thằng bé kia tên là Phi Phai là số 1.
thì nó chơi giỡn kiểu mà nhà hàng người ta hay nhà hàng chung hay kiểu có như mà họp hội họp gia đình mà sẽ có một cái phòng riêng á, thì cái thằng bé Phi Phi là số 1 này nè, là hả nó chơi điện thoại của mẹ nó lấy điện thoại của mẹ nó chơi Phi Phi, mà nó chơi sao hả, mà nó chơi sung quá, xong rồi mẹ giật cái điện thoại lại không cho nó chơi nữa, thì nó qua nó chơi đùa trong cái phòng đó, thì nó thấy cái mặt nạ nó có râu á, cái nó cầm cái bộ râu cái mặt nạ nó giật xuống, nó cầm cái bộ râu của nó mặt nạ nó giật vậy nè. Cái xong rồi cái thằng bé Phi Phi là số 1 đó nha, về nhà bệnh quá trời bệnh luôn mọi người ơi, bệnh hoài sốt hoài mà chị hoài không hết, thì bắt đầu cái nhà này mới tâm linh. Thiệt ra là người Hoa người ta cũng tâm linh, cho nên bắt đầu người ta mới đi thầy. Thì sau khi mà đi thầy rồi đó thì hả ông thầy ông mới nói là cái thằng bé này nè là nó chọc giận người ta, nó đi, ổng nói rõ luôn nha, nó đi cái nhà hàng đó xong rồi nó kéo râu người ta, cho nên là bây giờ hả người ta hả làm cho nó bệnh hoài luôn, người ta muốn bắt nó, thì bắt đầu mới phải đi lên trên cái chỗ đó. Mà thấy ghê không, cái nhà hàng mà phải đi lên trên nhà hàng xin nhà hàng cho là cúng tạ lỗi, xin nhà hàng cho để cho kiểu giống như là mình cúng tạ lỗi đó, tụi mày thấy ghê chưa, cho nên là đi được cái tái máy nha. Trời ơi má, đặc biệt á đi ra ngoài á thấy mấy cái ghế, ta nói cho nghe nè, thí dụ như cái ghế công viên thì ta không nói, ghế công viên thì tụi bay muốn ngồi ra cũng được, nhưng có mấy cái ghế mà nó bị bỏ á, có mấy cái ghế mà nó bị bỏ ngoài đường ngoài xá mà bỏ vô tội giả, đừng có ngồi lên. Tao nhớ là hồi xưa đâu á, bạn của bạn tao á ngồi lên cái ghế đó, cái người âm đi về nhà, có nghĩa là ngồi giỡn giỡn xong rồi ngồi lên ghế múa rồi đó, thấy có cái ghế qua ngồi đó giỡn giỡn này kia cái kiểu á, một cái ghế lạ ngoài đường á, sao nha không biết sao mà người âm đi về tới nhà luôn. Là đi coi thầy thì ông thầy đó nói là con ma đó là nó ngồi trên cái ghế đó, mà cái con ma đó hồi xưa là nó chề khê trên cái ghế đó, xong rồi hả sau này người nhà nó đem dục cái ghế đó, cái bắt đầu là thằng này nó lên đi nó ngồi lên cái ghế đó, xong con má nó đi về theo luôn. Cho nên là bớt tấy mấy đồ đạc á, bớt tấy mấy đồ đạc lại. Mẹ tao kể đâu á hả là có cái ông hiệu trưởng kia, một cái trường giấu tên như tao kể chuyện này rồi đó, mà tao kể bằng video. Ổng mất trên cái ghế bố mà ổng nằm ở trong trường á, rồi bắt đầu đem ra cho cái bà mà bán nước đối diện á. Cái xong rồi hả, bà đang nằm ở giường đá luôn, có ai nữa nha, ở phía sau cái ghế bố á, đá ngay ở giữa lưng luôn, đá vô cái bóp. Bà ngồi vậy một cái nha, bà thấy nguyên một cái ông đó mặt đỏ kè, ổng kêu là tại sao mày ngồi lên ghế, mày nằm lên ghế của tao. Ghê lắm mấy đứa ơi, cho nên là hạn chế lấy đồ second hand nha. Hạn chế. Rồi tao kể tiếp câu chuyện tiếp theo, xin phép một cái tên nữ đi, âm hen, một cái tên nữ đi ha. Hiệu trưởng mà mày tao, hiệu trưởng là không được nói mày tao hả? Hiệu trưởng là không được nói mày tao luôn, thiệt không? Chắc không? Chắc chưa? Chắc chưa? Ý là bạn nói hả là mình đang kể xạo. Bởi vì hiệu trưởng là không được nói mày tao đúng không? Chắc chưa? Chắc không? Chắc chắn là hiệu trưởng là không được nói mày tao không? Khi mà ở trên trường học á là nó khác, nhưng mà ra ngoài đời á là nó khác nha. Không biết á thì đừng có nói. Ok không? Nhiều khi giật mình người ta còn lỡ miệng ai da đủ mà là nói cho mà biết, chứ ở đó mà không bao giờ văn tục. Mày tao là bình thường, chừng nào mà người ta văn tục á nó mới là cái vấn đề. Mày tao nó cũng chỉ là một cái ngữ cảnh thôi. Chắc gì ở nhà ổng mà có con cái mà ổng không xưng mày tao với con cái, mày chắc không? Tao với mày gặp nhau ngoài đời đi, tao mày đi chắc không? Trời ơi, bớt nha. Không, ý là gì nè, mấy cái này nó kỳ, mấy cái này là nó là những cái mà không thể nào mà chắc chắn được. Người có học không xưng mày tao bao giờ hả? Ý là người có học không bao giờ xưng mày tao, chỉ là người dân trí thấp mới được xưng mày tao hả?
Nói vậy chẳng khác nào coi thường người dân trí thấp đúng không? Thể hiện gì vậy? Thể hiện gì? Trời ơi, thiệt, hồi học cấp 3 hiệu phó của em chăm điếu thuốc hút ngay cổng trường. Chưa thấy ông thầy giám thị vừa đánh tao vừa kêu mày, mày tao với tao rồi. Ông thầy giám thị đó cũng là thầy giáo đó là sao? Tinh vi đi, tinh vi đi nha. Rồi đâu rồi má? Ra đây đi má, ra đây lần nữa đi. Tinh vi nha. Rồi, thì cái chị Vi này nè, chỉ là single mom. Nói chung là chị có vấn đề với lại chồng của chị. Cho nên là chỉ là single mom và chỉ nuôi một đứa con. Thì xin phép được đặt tên đứa con đó nha. Đứa con đó tên Trinh đi ha. Con bé đó tên Trinh. Con bé đó là Trinh. Bà mẹ là Vi. Thì cái chuyện này á, là cái bạn này gửi cho Bảo nói á, là nổi tiếng ở cái quận 10. Mà tự nhiên hôm qua tao quên rồi. Quận 10 đường gì mà tao quên rồi. Nói chung là nó nổi tiếng ở quận 10. Thì cái chị Vi này nè, chỉ là single mom và chỉ có một đứa con nhỏ tên là Trinh. Đứa bé nhỏ nó cỡ lớp 3, lớp 4. Thì do là chị Vi này chị bận quá. Chị Vi này chị bận quá cho nên là chị không thể nào mà dành thời gian cho con của chị được. Hầu hết là con của chị ở nhà chỉ có một mình thôi. Mà chị mới chuyển tới cái căn nhà ở quận 10 này nè. Chị mới chuyển tới cái căn nhà ở quận 10 này chưa được bao lâu đâu. Đây là mới thôi, mới thuê lại cái căn nhà ở quận 10 này thôi. Thì xong rồi á, bắt đầu nha. Thì trong khoảng thời gian mà chị bắt đầu ở cái căn nhà này nè, thì bé Trinh á, cái con bé đó đó, cỡ lớp 3, lớp 4 á, nó bắt đầu có nhiều sự thay đổi. Nó bắt đầu cấu gắt, nó bắt đầu cọc cằn. Nó bắt đầu không kết nối nhiều với mẹ nó không có nói chuyện nhiều với mẹ nó. Nó kiểu giống như là mặt của nó giống như là một người khác, và cái cách nói chuyện của nó cũng giống như là một người khác vậy đó. Bé ơi, hồi nãy đầu la anh có nói là hôm nay do là anh không có kể được cái câu chuyện kia, nó được suôn sẻ ở ngày hôm qua, cho nên hôm nay anh kể lại. Với lại ngày hôm qua chỉ có 500 bạn xem like thôi. Em nghe rồi, có thể là em cho mấy bạn còn lại nghe được không? Anh xin phép em nha. Cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em nha Đỗ Thư. Tại vì hôm qua chỉ có 500 bạn coi thôi, nhưng mà hôm nay tới 1.900 bạn lần, có những bạn không coi được mà anh cũng không lưu cái like đó được. Cho nên là Đỗ Thư thông cảm cho 1.900 bạn nha. Rồi, rồi bắt đầu nha. Xong rồi đó, thì trước đó nha, tại sao mà cái con bé Trinh này nè, nó lại có một cái sự cấu gắt như vậy? Là bởi vì trước đó là nó đã nói chuyện với lại cái bà mẹ của nó là cái bà Vi nhiều rồi. Nó nói rồi, nó nói là mẹ ơi, là trong nhà mình có một cái bạn nào đó, bạn cứ ép con chơi với bạn hoài, con không có muốn chơi với bạn, mà bạn ép con chơi với bạn hoài, con sợ quá mẹ ơi. Da của bạn trắng bệt à mẹ, tóc bạn như thế này như thế kia, nó diễn tả ra. Cái xong rồi bắt đầu hả, là cái bà Vi này nè, bà kiểu mà single mom mà. Thì ta bỏ tụi bay chứ, thiếu vắng một người đàn ông, bây giờ đàn ông mà thiếu vắng một người phụ nữ cũng mệt nữa. Là mình vừa phải lo con, mà mình phải vừa lo tiền, lo bạc, lo công việc. Thì thời gian đâu mà mình lắng nghe một đứa nhỏ. Trong đầu là chỉ nghĩ tới tiền, công việc, làm sao kiếm tiền nuôi con. Mà bây giờ con nhỏ này nó lải nhải bên tai mình hoài, thì mình cũng stress, mình cũng áp lực. Thì cái bà Vi này mới nói là con tưởng tượng thôi, không có đâu. Làm gì có ai trong nhà mình ngoài hai mẹ con mình. Thì con nhỏ này nó đã rất nhiều lần nó cầu cứu mẹ nó. Nó đã rất nhiều lần nó nói chuyện với mẹ nó rồi. Nhưng mà mẹ nó không nghe, dẫn tới là bây giờ nó trở nên cáu gắt và nó thay đổi hoàn toàn luôn. Thì một cái hôm kia là cái bà mẹ này nè, cái bà Vi á, bà mới có một cái linh tính. Bà nó đâu? Đã nói single mom, hỏi bà nó đâu? Trời ơi, tao tức mà điểm gờ tao cà hảy luôn á. Đã nói single mom, hỏi bà nó đâu? Trời ơi, sao tao biết? Tao ba nó nè. Chắc tao ba nó nè, tao còn không biết ba nó là ai nữa. Trời ơi, hỏi ba nó đâu? Đã nói single mom rồi, cái đó điều người ta ngại nói mà. Sao tức quá trời vậy bạn? Nó hỏi tao ba nó đâu? Tao không biết. Tao là người chỉ kể chuyện ma lại thôi, mà cái con bé này á, là nó nghe người trong cái khu quận 10 nó kể lại nữa. Tại sao tao biết ba nó đâu? Điểm gờ tao cà hảy luôn đó, điểm gờ tao hết hồn luôn đó.
cái xong rồi á, thì tới một cái ngày kia thì cái bà Vi này bà mới dạng giống như là có một cái gọi là linh cảm, hiểu không, có một cái linh cảm là không có ổn, cho nên là mới đi làm về sớm. Thì khi mà về nhà mới gõ cửa, bình thường nha là đứa con sẽ tự ra mở cửa cho bà, có nghĩa là tụi bay hiểu tới mức độ mà bà luyện cho con bà tự lập luôn à, bà luyện cho con bà tự lập luôn. Thì gõ hoài không thấy ai mở cửa, mà bình thường là giờ này là nó đi học là về nó tự nhà rồi, hiểu không. Xong rồi bắt đầu bà sợ quá mới đạp cái cửa để đi vô, đạp cái cửa để đi vô. Tình mẹ tình mẫu tử mà các bạn, tuy rằng mình có bận thiệt nhưng mà mình vẫn yêu con mình, dây rốn mình nói với con mình mà, hiểu không, hiểu không. Tao mà có chuyện gì mà tao buồn một cái thôi là mẹ tao biết liền á, mẹ tự nhiên mẹ tao có linh cảm là mẹ tao nhắn tin, Tuấn ơi cho mẹ mượn 2 triệu đúng không. Tao mà buồn là hôm đó mẹ tao nhắn tin tao liền, Tuấn ơi cho tao cho mẹ mượn 2 triệu, chốt đơn gửi cho mẹ 2 triệu. Tao vậy đó, mẹ tao hôm nào buồn mà áp lực lắm nha, đang thiếu nợ nè, cái xong rồi ấy hả, này kia cái kiểu cái hả, tụi nó hơi gửi mẹ 2 triệu, dễ thương quá trời luôn. Nhưng mà cái khi mà mẹ tao nhắn tin tao vậy đó thì tao lại có động lực để tao làm việc hơn, tại vì hả tao biết đó là sau này có một người sẽ nhờ vào tao, cho nên là tao phải cố gắng làm việc hơn, tại vì tao được sinh ra là nhờ con chim chép của mẹ tao, cho nên là tao phải cố gắng, hiểu không. Rồi sau bắt đầu bà đạp cửa, bà đạp cửa mới đi vô. Thì lúc này bước vô nha, thì bà phát hiện nha, đi vô trong phòng con bà là bà phát hiện nha, con bà đã từ khư 44 thắt cổ trong phòng rồi. Từ khư thắt cổ trong phòng luôn. Sốc quá trời luôn. Tao nói thiệt nha, thật ra mình nghe chuyện đơn giản thôi, nhưng mà các bạn tưởng tượng đi, các bạn là một người mẹ mà tối ngày đi làm mặt tối mũi để kiểu như mà kiếm tiền lo cho con mình, và chỉ có 2 mẹ con thôi. Mình không để ý tới với con mình quá nhiều bởi vì là mình bận rộn. Nhưng mà tới một ngày tự nhiên con mình 44 trước mặt mình, mà mình về nhà, nhà mình, nhà cửa mình, vì mình là mẹ đơn thân cho nên nhà cửa không có ai hết, một mình thôi. Cảm giác không còn điểm tựa nữa luôn á. Cái cảm giác nó thật sự là không còn một điểm tựa nào luôn á. Là cái chị Vi chị gục ngã luôn, chị quỵ xuống mà chị thở không được luôn, khóc không lên tiếng luôn. Bước lại con mình, ôm con mình mà người lạnh ngắt luôn, tím nguyên một cái người. Cái xong rồi sau này á thì chị cũng có làm đám tang cho con của chị, và sau đó đó khi mà chị làm đám tang cho con của chị xong nha, thì chị bận quá, nhà cửa thì không ai lo, cho nên chị mới có mướn một cái bà lao công. Thì cái bà lao công này á, bà sẽ tự ngày đúng ngày hôm đó là bà sẽ thôi. Cái gì vậy? Cái xong rồi hả, cái bà lao công đó ngày nào đúng giờ đó bà sẽ đi vô trong đó. Thì nhà chị chỉ có lắp một cái camera, thì lắp cái camera đó là để coi bà lao công coi là bà làm gì như thế nào á đó. Thì khi mà chị đang làm đi đúng không, thì cái chị nhìn vào trong cái camera thì chị thấy bà lao công bả gì nè, mẹ ơi, bà lao công bị nhập, mẹ ơi, mà kiểu thấy bà lao công như vậy nè mới bật cái tiếng lên để nghe. Thì nghe bà lao công kêu là nói là mẹ ơi con không có muốn 44 đâu mẹ ơi, con không có muốn tự tử đâu, con không muốn đâu. Bạn này á, bạn kêu á, bạn nói với con á, bạn kêu con á là thắt cổ đi vui lắm con mới làm thử thôi mẹ ơi, con không muốn mẹ ơi, con bị người ta lừa mẹ ơi, con bị người ta lừa. Là lúc này á là cái bà đó thấy bà đó nha, bỏ đi ra khỏi nhà, chạy vòng vòng mà nhảy đành đạch lên quằn quại ở ngoài đường gì đó, xong rồi ngất ở ngoài đường. Thì lúc này á là cái chị Vi này mới đi mướn thầy. Thì khi mà mướn thầy về nha, cái ông thầy á, ông mới nói là trước đây á, cái nhà này á có một gia đình, một vợ một chồng và một đứa con gái. Gia đình này nói chung á là đối xử với con của họ không tốt,
khiến cho con của họ bị trầm cảm. Khiến cho con của họ bị trầm cảm, tao nói thiệt luôn. Kiểu dạng gia đình đó là vậy nè, mày không có làm ăn được gì hết trơn á. Kiểu dạng gia đình mà kiểu giống như là ba mẹ mà thất bại ở ngoài á, xong về nhà không có chút giận được á, chút giận lên con cái của mình, thậm chí là mấy đứa nhỏ nó không có biết làm gì hết trơn á. Kiểu giống như là bây giờ đẻ xong cái áp lực quá nuôi không được á, cái xong rồi coi con mình là gánh nặng, xong chỉ trích con mình, chửi con mình á, mà trong khi nó chỉ là những đứa trẻ thôi á, hiểu không? Kiểu dạng giống vậy á. Kiểu dạng như ở ngoài đường á, ăn hiếp người ta không được, về nhà sẽ ăn hiếp người trong nhà á, chì chiết miệt thị á. Thì đứa trẻ nó còn con nít quá, thành ra là nó bị trầm cảm, mà gia đình nó không biết, tối ngày là đánh nè, rồi xong mà chì chiết. Thì bắt đầu đứa trẻ này nó mới trầm cảm, và nó từ khư nó cũng thắt cổ luôn. Thì cái bà mẹ á, bà không có dạng giống như là sao ta, bà không có đem cái dây thòng lọng đó đi gọi là đốt hoặc là cắt, bà đem bà giữ lại, bà giấu ở trong cái nhà. Thành ra là khi mà bà cho cái bà còn lại thuê là bà quên mất tiêu. Hai còn lại thuê là quên mất tiêu luôn. Cái xong rồi bắt đầu là cái bà này bà mới vô thuê, thì cái linh hồn của đứa trẻ kia vẫn còn, và linh hồn của đứa trẻ kia muốn con bé này thế mạng cho nó để nó được đi đầu thai, cho nên thành ra nó cứ kêu, nó xúi giục con bé này là phải đi từ khư hoài luôn. Đó là rốt cuộc con bé này từ khư luôn. Bây giờ hả là có giải quyết được gì đâu, giờ con bé này cũng mất luôn rồi. Giờ con bé này cũng mất luôn rồi. Tội ha. Giờ tao kể nè. Mang quỷ về nhà. Comment cho tao chữ hết hồn. Mang quỷ về. Giờ tao kể nha. Có một bạn gửi câu chuyện này cho anh. Thì cái câu chuyện này là của cậu mở sáo bạn ở dưới quê đó. Thì cậu mở sáo của bạn á mới có hai đứa con. Một á là con trai, bạn hay gọi là anh hai chị hai luôn đó. Cái đứa con thứ hai là con gái. Xin phép cái tên của anh trai đi, xin phép một cái tên của đàn ông đi nha. Đàn ông tên gì? Anh Minh đi. Đúng rồi, anh Minh. Ok. Thì cái anh Minh này nè, ảnh lớn rồi. Bây giờ kể là ảnh lớn rồi nha. Ảnh bắt đầu thôi. Stop. Mày làm cái gì vậy? Biển nhà rất là ồn nha. Lên đây cho cô chú cào coi. Ôi lộn, lên đây cứ. Nè, tao nói mày nha. Làm gì mặc gì tim đập? Hả? Một lần mày hư nữa đi, tao gũ cho mày, cho Linh mấy cô chú ở đây. Cô chú đang thịt chó đó. Sợ không? Mấy chị hù con chó của em cho nó sợ đi. Nè, cô chú trên đang thịt chó đó, tao nói cho mày biết. Tao đem tao cho đó. Thấy không? Sợ liền, thấy không? Sợ không? Trên này tao ăn thịt chó dữ lắm đó. Sợ cho nó ăn thịt chó dữ lắm đó. Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Má rằm mặn chay. Ủa? Sao anh vô cái vai ác ngang vậy? Rồi, xong rồi á. Thì cái anh Minh này nè, ảnh có vợ. Vợ của ảnh á là chị Linh Lì. Vợ của ảnh là chị Liên Lì. Thì sau khi mà ảnh lấy vợ xong á, thì ảnh vẫn còn ham chơi lắm. Ảnh rất là thích nhậu, và ảnh rất là thích đi karaoke. Rất là thích nhậu, rất là thích đi karaoke. Nhưng mà được cái nha, tuy rằng nhậu nha, nhưng mà rất là yêu vợ và yêu ba mẹ. Rất là yêu vợ mình và yêu ba mẹ mình. Cho nên là ảnh có đi nhậu thì ba mẹ của ảnh với vợ của ảnh cũng không có nói gì, tại vì ảnh dễ thương lắm. Được cái là ảnh hay nhậu, ảnh ca hát khùng khùng điên điên cho ảnh dễ thương. Cái hôm đó nha, là ở dưới quê á, thường quê của bạn nói á là 5 giờ chiều đó là bắt đầu là không có má nào đi ra ngoài đường nữa rồi. Má nghe giống Phan Thiết ghê á, thiệt luôn á. Tao 5 giờ 6 giờ chiều tao bắt đầu thấy Phan Thiết vắng rồi đó, nhưng mà chắc không phải Phan Thiết đâu, tại vì dưới miền Tây. Bắt đầu á là cái anh Minh này nè, ảnh đi về khuya lắm. Mà trên cái con đường ảnh đi về nha, là nó sẽ toàn là rừng cây mồ mả, rồi sông không à, sông không thôi. Thì bắt đầu á là
ảnh mới đi đi qua cái cầu, thì ảnh mới thấy là khi mà đi trên cái cầu, ảnh thấy nha, có một người đàn bà mặc nguyên một độ bà, một đường người đàn bà già nha, mặc nguyên một bộ bà ba trắng, đội cái nón lá, lưng gù sát mặt đất. Cái bạn gửi câu chuyện cho tao diễn tả vậy đó nha, nguyên một chữ luôn, không thiếu một văn. Lưng gù sát mặt đất, gù cỡ gì, gù gì mà dữ vậy, lưng gù gì dữ vậy, gù mà gù sát mặt đất gì kiểu. Trời, tao tưởng hả diễn tả con rùa không đó, diễn coi nó không có diễn được, lưng gù sát mặt đất sao mà diễn, gù gì mà dữ vậy, bà già đi bằng lưng. chắc là lưng gù thôi, gù lắm thôi, lù gù lắm. Thế xong bà cứ đi hoài mà bà đi chậm quá, thì anh Minh được cái anh dễ thương, dễ thương dữ gì, dễ thương dữ gì luôn á, anh dễ thương quá. Anh mới dừng lại kêu là bà già nghe là biết hả, là người miệng te rồi, bà già đi đêm vậy, con cha con ghét con cái đâu, nhà bà ở đâu, là leo lên đi con hả, con chở bà về. Bà không nói gì luôn, bà leo lên xe một cái rợp luôn, bà im lặng mà không nói gì hết nha, bà đang đi chậm chậm nha, mà tới cái lúc thằng ông Minh ông kêu leo lên xe đi con chở bà về là lên liền luôn, lên xe một cái anh chấn động luôn má. Cái hả, ổng mới chở bả về, nhưng mà ổng không biết chở bả đi đâu luôn. Đúng là người xỉn có khác ha, người xỉn có khác ha, là đi mà không biết đi đâu luôn má. Đi một hồi về tới nhà ổng luôn, ổng mới ngớ người ra, ổng mới kêu là ủa bà, sao nãy giờ đi mà bà không nói gì hết trơn. Là nguyên một đoạn đường đó là bà silent treatment với ảnh, nguyên một đoạn đường đó bà silent treatment với ảnh luôn, bà không có nói gì hết á. Ủa trời đất ơi, tới nhà con luôn gọi bà già. Ơi, tới nhà tôi luôn rồi bà già. Sao nãy giờ trên đường đi mà không nói gì hết trơn vậy? Rồi nhà bà ở đâu? Rồi tôi chở bà về. Sao bà im hoài vậy? Nói hoài luôn. Cái xong rồi cậu Sáu mới đi ra. Cái xong rồi bắt đầu à, cậu Sáu mới kêu là ê, thằng kia. Nè, thằng kia. Nửa đêm nửa hôm rồi, không để ai ngủ hết. Ồ mà quá vậy hả? Nè, nhậu xỉn rồi thì vô trong nhà đi. Bay á, bay coi bay để hả, vợ con bay á, tối nào cũng nằm hiểu hiu một mình nè. Bay coi hả, được cho đặng không đa. Bay coi được cho đặng không đa nha. Vô trong nhà đi, đứng ở ngoài nói cái gì vậy? Cái xong rồi nè, ổng lên. Ổng già nè, tại cái bà già này nè. Tại cái bà già này nè. Chở bả ké đi về mà bả không nói là nhà bả ở đâu à. Bây giờ chở bả tới nhà mình luôn mà bả cũng không im lặng, bả chơi im lặng vậy nè. Bả coi đi. Cái xong rồi cái ông gì này nè, cái ông đó ổng mới đi ra, ổng nhìn cái ông cậu Sáu là cha của ông Minh đó, đi ra kêu mày nói cái gì vậy, ba đâu có thấy cái gì đâu đa, mày đừng có giỡn với ba nha, tối rồi đó Minh à. Cái lúc này giỡn gì cái ông già đi, ôi mệt quá à. Cái bà này bây giờ bà có muốn đi không hay bà tự đi đi, tôi không có chở bà nữa đâu. Thôi tối rồi, mày đi vô đi, khùng điên, dắt xe vô nhà đi, không có ai hết. Cái xong rồi bắt đầu ông đó ổng kêu quá nha, ổng kêu quá là dắt xe vô đi, là ông ba ổng có một cái linh cảm rồi, ổng có một cái cảm giác là đây á, là nó đó, đây là nó đó, đây là nó rồi đó, là chắc là con ổng gặp ma rồi. Bởi vì là người miền Tây á, người ta cũng tin tâm linh lắm, không phải là đa phần nha, người miền Tây người ta rất là tin tâm linh luôn, rất là tin tâm linh luôn, cho nên người ta hiểu mấy cái vụ này, người ta nghe riết người ta quen, xong rồi á, từ khi á nha, qua ngày hôm đó rất nhiều chuyện tâm linh xảy ra trong cái nhà này, thì mợ Sáu có nghĩa là nè, cậu Sáu á là đạo cao đài, đúng rồi, cậu Sáu hồi xưa là đạo cao đài, nhưng mà lấy mợ Sáu á là đạo tin lành,
Cho nên là tụi bay biết rồi đó, chắc chắn là phải làm ở nhà thờ rồi chứ không thể nào mà hiểu không đó. À, một khi mà lại lấy là người đạo Chúa và người đạo Tin Lành là chắc chắn là phải là học đạo rồi, thì bắt đầu là cậu cũng là theo đạo Tin Lành luôn, thì tất nhiên mở sáo á, sẽ không tin dạo tâm linh. Cậu có tin nhưng mà vì mở sáo ảnh hưởng thành ra là cậu cũng nghe vợ, hiểu không đó. Thì mở sáo á là U50, nhưng mà từ khi cái chuyện nó xảy ra nha, tự nhiên cái lưng của mở sáo bị gù. Cái lưng của mở sáo bình thường thẳng nha, tự nhiên giờ gù, da chảy xệ, miệng mớm. Ta hỏi tụi bay chứ, có ai mà già mà U50 mà tự nhiên là đang bình thường nha, da chảy xệ, lưng gù mà miệng mớm, tự nhiên bả thay đổi luôn, bả thành vậy luôn nè. Nhưng mà không có đi coi thầy, tại vì mở sáo là đạo Tin Lành mà ta đâu có tin mấy cái này đâu. Mở sáo không tin thì bắt đầu nha. Trong nhà xảy ra rất là nhiều hiện tượng lạ tâm linh, cho tới một ngày á nha, làm kiểu như là mở sáo mở bệnh rất nhiều luôn, mở bệnh hoài, mở ốm hoài luôn, dược thập tử nhất sinh luôn, đi bệnh viện chứ nhất định không đi thầy, tại vì mở sáo là đạo Tin Lành. Cho tới một ngày á, là cái cậu Minh này nè, cậu kiểu giống như là có những cái dấu hiệu là bất thường. Ví dụ nha, đang ngồi với lại bà vợ Linh Lì á, cậu Minh đang ngồi với lại anh Minh đang ngồi với lại vợ mình là Linh Lì, thì anh Minh kêu là ví dụ như á, em nè, ví dụ như là sau này á mà anh chết á, anh chề khê, sau này mà anh chề khê đó, thì em có bước hơn bước nữa không, em có hả lấy chồng khác không. Cái kiểu mà bà vợ bà Linh Lì kiểu thằng khùng nói gì vậy trời, khùng hả má, anh khùng hả, nói gì bậy bạ vậy, trưa nắng 12 giờ linh lắm anh biết không, đừng có nói bậy bạ nữa. Anh nói rồi đó, tao mà có chề khê đó là mày á cũng không được bước bước nữa nữa đâu à, mày làm sao cho đặng đó nha đa đó, nói vậy đó. Cái xong rồi á, đi chơi với bạn cũng vậy, tự nhiên anh Minh anh đi chơi với bạn, ủa đi chơi thì đi chơi đi, đi nhậu đi nhậu đi, tự nhiên đi ra ngoài đường cái ê mày thấy cái hòm này hợp với tao không, cái gì vậy ba, trời ơi, tự nhiên đi ra ngoài đường đi ngang cái chỗ bán hòm, ê mày thấy cái hòm này hợp với tao không, không biết tao nằm dừa cái hòm này không, ê nguyên câu luôn á thiệt, trời đất ơi, are you kidding me, are you kidding me luôn á. Ê vô tới nữa rồi đó, sao hoài vậy, gì mà dữ gì, trời ơi gì mà dữ gì, coi Shizuka quá 180 phút, gì mà dữ gì, trời đất ơi. Ê tao mà là bạn đó tao sợ ngang luôn, tao đi về luôn, tao tắt chơi luôn, tao ngưng chơi luôn má, không biết tao nằm hợp không, chắc hợp với tao ha, không biết vừa không, trời ơi khủng, cầu được ước thấy luôn. Cái hôm đó nha, đi ra ngoài đường, đi xe về nhà rất bình thường nha, đi rất chậm nha, anh Minh nó rất chậm, mà tự nhiên á cái xe ở bên kia đường á nó chạy sang nó tông mạnh ngẫm luôn, đặc biệt nha, bị tông xe nhưng không hề một vết chày, tao nói tụi bay chỉ bị nội thương bên trong thôi, tụi bay tin không, tòng không xẻ khe mà khòng không một khô vệt khớt dài chày khay, không một vết chày luôn, nội thương ở bên trong nội tạng, sốc không, tòng không xẻ khe, bị tòng không xẻ khe nín luôn. Vô phơm luôn má, vô phơm. Cái xong rồi làm đám ma,
Thì khi mà làm đám ma á, là trong cái đám ma đó có một bà đó, bà là bà Bảy. Bà Bảy gì đây? Bà Bảy bà Bảy Hậu Phương. Bà Bảy Hậu Phương. Bà Bảy Hậu Phương thì cái bà Bảy Hậu Phương này hay cho vong mượn xác. Hay cho vong mượn, có là có cái xác á, hay cho vong mượn xác để nói chuyện với người thân. Đang ngồi nè bị giật. Ở trong cái buổi gọi là cái buổi hôm đó là bị giật. Bị gọi là vong hành xác, bị giật. Thì bắt đầu là cái bà Bảy Hậu Phương này nè, bà kiểu giống như là bị cái bà già đó nhập vô, xong cái gì cái bà già đó bà cứ rên la hoài luôn. Là cứ vậy đó, là không có một chủ đề nào hết, không có một content nào luôn. Có nghĩa là rên mà kiểu giống như là vậy, giống như là bây giờ tao nhập vô nhỏ này, tao tính thông báo cho tụi bay biết sự hiện diện của tao, nhưng mà tao không biết phải nói gì á, cho nên tao la thôi. Có nghĩa là không có được, ý là con ma này nó không biết brainstorming á, tụi bay hiểu không? Nó bí idea á, nó chỉ biết la thôi à, nó chỉ biết la thôi. Cái xong rồi nó la ồn quá, nó ồn quá, thì mẹ của cái bạn của chị đi cho bảo đi ra kêu im. Mẹ ồn quá à, tao tưởng cái sảnh FIFA này đó, tao tưởng con dịch Donald không luôn á. Mẹ của bạn của chị đó bảo im, muốn gì thì nói. Dễ thương. Im chưa? Im, muốn gì thì nói. Bà sao cứ hành gia đình tu hoài vậy? Bà muốn gì thì bà nói, bà không được làm như vậy. Nói vậy đó. Cái xong rồi á, nó không nói luôn, nó quậy thôi. Ý là nó không nói, nó chỉ la thôi. Mà nó nhập từ người này sang người khác. Xong rồi nó nhập bà Bảy đúng không? Thì lát hồi nó nhập sang bà Út. Thì cô Út mới 36 tuổi à. 36 years old, mới có 36 tuổi à. Tự nhiên nó nhập vô cô một cái nha, cái cô hóa già luôn. Có nghĩa là người ta chứng kiến được bả đang 36 tuổi, cái mặt của người 36 tuổi, bây tưởng tượng đi, cái tự nhiên mặt chảy xệ xuống, cái mỏ thì mớm, cái lưng thì gù vậy nè, giật mình luôn. Cái xong rồi xuất ra vậy thôi, chỉ là vô la làng vậy thôi đó, là chỉ la làng thôi đó, chứ không làm gì hết, không muốn gì luôn, chỉ thích la làng thôi. Cái xong nó bắt đầu cái nhà này mới kêu là thôi đi thầy đi, thì cái nhà này vẫn không chịu. Tới bây giờ cái nhà này vẫn bị cái bà đó, có nghĩa là người ta vẫn thấy nha, những người xung quanh người ta vẫn thấy là cái bà đó bà đi vòng vòng trong nhà, bà sinh hoạt vòng vòng trong nhà, cái bà già đó đó, bà đi sinh hoạt vòng vòng trong nhà tới nổi nha. Ta nói mày chứ, con của ổng bả hiện về trong giấc mơ, kêu hả nói chuyện với bà mẹ là anh Minh á, anh Minh hiện về trong giấc mơ, kêu là ba mẹ ơi, cái bà đó hả, bả không có cho con vô nhà. Nói rồi đó nha, mà ba mẹ không tin. Cái xong là bắt đầu nha, hôm đó nha là có dòng họ của bạn ở đó, rồi có cái bạn gửi câu chuyện này cho bảo ở đó luôn. Bạn có cái cảm giác có ai đi lướt ngang qua bạn, nhưng mà bạn quay qua thì không thấy. Thì bạn có linh cảm đó là anh hai của mình, gọi là anh họ nhưng mà gọi là hai, giống tụi bay hay gọi tao là hai đó, anh ruột rồi đó. Thì hả kêu là anh phải không, nếu mà là anh thôi anh nhập vô trong người em đi, anh muốn nói gì thì nói. Đùng một cái là nhỏ này bị nhập, mà nhỏ này không tỉnh dậy thì được gia đình kể là anh hai là cái ông Minh đó, ông nhập vô trong người, ông kể cho bà Bảy bà Tám nghe là trời ơi cô ơi, mấy cô ơi, con bị cái bà này nè, bả không có cho con vô nhà, nhà của con mà bây giờ con chề khê rồi, con không được vô nhà con, bả đuổi con ra khỏi nhà, bả dữ quá à. Nói vậy luôn á nha, mà vẫn không chịu kêu thầy nha. Một hai là không tin. Anh Thiên ơi, chị Hiền kiếm, đừng có nói nữa, tao buồn quá à. Sống trọ xuống mạnh đó hả? Không còn nữa rồi, tao buồn lắm. Hiểu không? Sống trọ xuống mạnh không còn nữa rồi, tao buồn quá trời luôn á. Hiểu không? Kiểu vậy á, tới bây giờ là nó vẫn vậy luôn. Tới bây giờ là nó vẫn như vậy. Tới bây giờ là nó vẫn như vậy, nó không có thay đổi và không có khác đi. Comment có ai muốn kể chuyện nữa, comment chữ muốn cho anh nha, để anh uống miếng nước cái. Comment chữ muốn cho anh đi.
anh uống miếng nước cá trong trong khi thì em comment chú muốn. Rồi kể tiếp. Ok, chuyện là vậy, cho xin một cái tên đi được không? Cho xin một cái tên đi, tên nữ nha. Hai đẻ hả? Không má, cũng mắc lắm. Thôi, đúng là tâm linh tương thông. Đúng là idol nào fan đó. Tên gì giờ? Tên Hoa đi. Tụi em ơi, tụi em chia sẻ phiên like cho được 1.000, cho được 1.200 rồi. Cảm ơn tụi em đã chia sẻ phiên like nha. Đừng quên nhấn nút thả tim, với lại là đừng quên bấm đăng ký kênh của anh nha. Bạn tên Hoa đi nha. Rồi, thì cái bạn này nè, bạn có thực tập cho một công ty. Thì khi mà bạn thực tập cho một cái công ty đó đó, thì cái công ty đó, đợt đó là có một người người ta đám cưới. Đợt đó có người người ta đám cưới. Thì khi mà người ta đám cưới, người ta có mời bạn và mời nguyên một cái công ty á, là ngày là đi, sẽ đi xuống Vũng Tàu để làm đám cưới. Tính ra hay ha, tính ra có tiền á, tính ra mời nguyên công ty là có tiền á. Ê, nhưng mà đi người ta cũng đi tiền mà, chứ ta đâu có đi không đâu. Ê, tụi bay đi đám cưới thường thường tụi bay đi nhiêu vậy? Ta hỏi thiệt, tụi bay đi đám cưới thường thường tụi bay đi nhiêu? 309 gì lẻ vậy má? 500, tao cũng vậy đó. Mà đợt trước tao đi đám cưới KOL á, tao bỏ 500, cái nhỏ em gái tao chửi tao quá trời luôn. Anh, đám cưới người ta tao phải bỏ thêm tiền đó. Tao hay đi kiểu 500 thì phải bỏ thêm tiền đó mày. Tao đi 500 mà đám cưới KOL là phải đi thêm tiền, hiểu không? Bỏ 520 đi, rồi xong. Thì cái con bé Hoa này nè, nó là người Sài Gòn nhưng không bao giờ nó đi Vũng Tàu. Chưa bao giờ đi Vũng Tàu. Mà bây giờ đang học đại học mà đang vừa làm thực tập sinh mà chưa bao giờ đi Vũng Tàu. Sốc. Tao sốc. Ý là tao cũng sốc. Ý tao thấy nghĩ là bình thường thôi, nhưng mà nếu mà người thành phố nè, cái việc đi chơi của người ta hay nghĩ tới Vũng Tàu lắm. Thiệt. Ồ, chưa bao giờ đi Vũng Tàu và đó cũng sẽ là lần đầu tiên của bạn. Thì bạn nghĩ là bạn cũng đã nghe nhiều người kể về cái vụ đó rồi, là đi Vũng Tàu vui như thế này thế kia, thì bạn quyết định là đi thử. Thì khi mà chính cái ngày mà bạn đăng ký thi luôn, đó là đăng ký đi luôn, là tối đó nằm mơ á, là đi khách sạn với lại mấy cái chị ở trong cái công ty, là bước vô cái khách sạn nó cũng Vũng Tàu. Thì bước vô trong phòng đúng không, cất đồ ngồi lên giường rồi, thì bạn quay mặt ra về phía cái cửa, bạn mới thấy nha, có người ngồi ngay cái cửa luôn, một cái bóng đen ngồi ngay cái cửa, mà ngồi cái tư thế này nè. Một cái bóng đen, cái đó là giấc mơ nha, chưa có đi nha, còn 3 ngày nữa mới đi. Thì nằm mơ cái giấc mơ đó, có người ngồi ngay cái bóng, có nguyên một cái bóng đen ngồi ngay cái cửa. Thì bạn mới kiểu dạng như là nghĩ là chắc mình bị cận, xong rồi mình nhìn lộn. Cái bạn mà bạn không rời mắt khỏi cái bóng đó luôn nha. Bạn không rời mắt khỏi cái bóng đó luôn nha. Một hồi cái bạn chớp mắt, một cái bạn mở mắt ra, thì bạn thấy cái bóng đó đứng kế ngay cái giường của bạn luôn. Bạn thấy cái bóng đó đứng kế ngay cái giường của bạn luôn. Hết hồn liền má. Nóng lạnh liền. Tỉnh dậy lúc đó là mấy 3-4 giờ sáng. Mặc dù á là ngủ máy lạnh bật 26 độ mà bạn đổ mồ hôi. Qua ngày hôm sau thì bạn lại tiếp tục nằm mơ. Mà lần này á, bạn nằm mơ ở cái ánh nhìn thứ ba. Ánh nhìn thứ ba có nghĩa là gì tụi bay biết không? Là bạn thấy chính mình cùng với những người đồng nghiệp của mình đi vô trong cái phòng đó luôn. Hiểu không? Có nghĩa là bạn nhìn thấy bạn giống như là một cái camera, và bạn nhìn cái hoạt động của mình, nhìn thấy cái mặt của mình, nhìn thấy cái người mình luôn. Thì cái đó gọi là cái ánh nhìn thứ ba. Hiểu không? Bạn thấy bạn bước vào trong phòng cùng với những người chị của mình và nhìn ngoái xung quanh. Thì bạn mới nghĩ trong đầu, là bạn nghe được trong đầu của mình đang nghĩ nha, là không biết ở đây có không. Thì lúc này bạn mới thấy chính mình rút ra bên trong người một cây nhang. Bạn đốt lên
thì những cái người đồng nghiệp của bạn kêu là em làm cái gì vậy Hoa, thì bạn Hoa này mới kêu là em kiểm tra. Đốt lên, trời ơi nổi da gà, đốt lên đi ngay cái cửa, đi tới ngay cái cửa mà hôm qua nằm mơ khói nha, cái khói á nó đang lơ lửng như vậy nè thì nó bay xuống. Người ta nói á, nếu mà cây nhang á mà khói nó đi lên trời á là có nghĩa là người ở trên người ta hưởng, còn đi xuống á là ma với quỷ nó hửi. Có nghĩa là ngay tại chỗ đó là có người đứng vậy nè, hiểu không? Tưởng tượng đi, tưởng tượng đi, đừng để đầu óc của mình đầu u lì nữa, tưởng tượng đi. Thấy ghê, tưởng tượng đi, thấy ghê dữ gì, thấy ghê dữ gì, là hiểu không? Ê mốt tụi bay cũng tát vậy đi, đi vô trong á thấy cái này mà đi xuống á là biết có người đang hửi đó, có người đang hưởng mà hưởng ở đây nè, dữ gì. Cái xong rồi á thì bạn mới nói trong đầu nha, cái này là quỷ rồi chứ ma cỏ gì nữa. Bạn mới dùng một cái kéo để cắt cái phái ra. Thì bây giờ review flashback một chút là gia đình của bạn á, là ông bà của bạn á là có làm thầy nha, cho nên là ai cũng có một cái phái. Cái phái này là dành ra để làm một cái công cụ mà làm thầy bà của gia đình bạn. Thì bạn lấy cái phái ra, bạn nghe trong đầu á là có tiếng của ông mình nói, ông của bạn mất rồi, hiểu không? Nhưng mà bạn nghe trong đầu có tiếng ông mình nói, ông nói là bên trong có cái bột đỏ, người ta gọi cái bột đó là bột chu sa để làm bùa phép và trấn yểm ma. Bạn lấy cái bột chu sa đó ra, xong bạn rải khắp phòng của bạn. Phòng của bạn thôi nha, tại vì ở trong cái phòng ngủ đó, khách sạn đó là nó có hai phòng ngủ. Bạn rải ra thì mấy chị nói là cái gì, thì bạn nói là để an tâm thôi. Thì sau cái hôm đó là bạn trong giấc mơ là bạn thấy là bạn đi về và bạn nghe thấy có một thông tao kể nó nổi với gà quá bạn nghe thấy bạn có một cái thông tin đó bạn nghe thấy một cái thông tin đó chính là có một người chị ngủ cùng phòng với bạn, chị đó tên là Ngọc Trâm. Chị đã nghỉ làm, hỏi lý do là bởi vì là chị người ta kể là người nhà chị nói là chị đi Vũng Tàu về xong chị bị quỷ đi theo, bây giờ phải đang trị. Cái lúc này bạn cảm thấy bạn ích kỷ quá thì bạn tỉnh lại là cái này là giấc mơ. Thì bây giờ nè, qua ngày hôm sau bạn mơ nữa. Nhưng mà thật ra là ông bà trên của bạn á đang mách bảo bạn á là bạn sắp gặp một kiếp nạn, hiểu không? Thì giấc mơ thứ ba, thì giấc mơ này nha, bạn rải chu sa khắp phòng luôn. Trời ơi, tao nổi da gà, tao sợ quá tụi bay ơi. Comment cho anh chịu cố lên đi, sợ quá, tự nhiên giờ kể lại sợ quá. Comment cho anh chịu cố lên, anh kể tiếp anh sợ. Comment cho anh chịu cố lên nha. Thiệt, tự nhiên tao diễn xong rồi tao diễn tả lại cái tao sợ. Ý là kể bình thường cũng sao, nhưng mà diễn lại sợ. Rồi, cái xong rồi á, thì lúc này trong giấc mơ là bạn đãi hết chu sa luôn. Thì tối đó bạn nằm ngủ thì bạn nghe có tiếng, bạn thấy có người bò lên giường của bạn, bạn thấy nó thở vô mặt bạn luôn á. Bạn biết nó là gì rồi, bạn biết nó là gì. Bạn hí mắt gì nè, bạn thấy luôn cái mặt nó đen xì, nó xấu quắc. Bạn nói là anh ơi, nó xấu lắm anh ơi, cái mặt nó nhìn như con dượng vậy đó, cái mình là con người mà cái mặt như con dượng, nó nhìn em mặt nó giận dữ lắm, mặt nó tức giận lắm, nhưng mà em biết ông bà em độ em. Em kiểu thôi không thấy gì hết, rồi em đi ngủ, em không sợ nó anh. Đó là bạn tỉnh dậy. Thì qua ngày hôm sau là chuẩn bị, là ngày hôm đó là chuẩn bị là ngày thứ ba đúng không, chuẩn bị đi rồi thì mẹ bạn mới nói với bạn vậy nè. Mẹ bạn đang nấu ăn á, bạn đi xuống bạn chuẩn bị đi thì mẹ bạn nói là tao cảm thấy một linh cảm không tốt, qua giờ tao thấy bị giật mắt trái hoài, mày có đi Vũng Tàu thì đừng xuống nước nha con. Bạn mới kể cho mẹ bạn ba cái giấc mơ của bạn, thì mẹ bạn mới nói là ông bà mày bảo vệ mày, mách bảo cho mày đó. Gia đình mình á là thầy, nhưng mà thầy ở đây á nha là thầy giúp người ta giải trùng tan, giúp người ta giải ngải. Thầy ở đây á là thầy tốt, hiểu không? Thì trong nhà mình sẽ có người nối nghiệp,
và gia đình của bạn á là con nít nha, rất là dễ gặp ma, cho nên thành ra là sẽ gửi một phách lên chẩn cho ông bà tổ tiên ở chẩn dạy dỗ. Trời ơi, có nhiều người bị giữ cái phách lại luôn á, bởi vì là cưng quá, cho nên là có nhiều người là sau 12 tuổi là người ta bắt đầu được tháo ra rồi, được trả phách rồi, còn hả có nhiều người được giữ phách hơi lâu đó, thì bạn được ông bà thương cho nên ông bà chỉ dạy cho bạn cách đó. Rồi xong đi vô cái phòng y chang như trong giấc mơ luôn, nó có hai phòng, nó có hai phòng và một phòng khách. Thì bạn ngủ, bạn chỉ đổ chu sa cho cái phòng của mình thôi, bạn không đổ cho cái phòng kia bởi vì bạn sợ là mấy chị sợ. Thì đêm bạn đang ngủ đúng không, đêm đầu tiên bạn nghe, mà lúc này á là bạn tỉnh dậy thì bạn không thấy gì, thì bạn mới bấm, bạn ngồi bạn lướt TikTok, bạn lướt TikTok, bạn đang lướt TikTok vậy nè, thì bạn kiểu như là nhìn nha, thì khi mà mày nhìn vô cái điện thoại đúng không, thì mày cũng sẽ thấy được chung quanh bao quát nhưng mà nó sẽ hơi mờ, mà tại vì mày đang tập trung vô cái điện thoại của mày, đang mày coi TikTok đúng không, thì bạn thấy nha, có một cái con gì như con thằn lằn luôn, có đuôi, đậu bốn chân như Spiderman ở trên trần nhà mà nó bò vòng vậy đó. Nhưng mà bạn biết là bạn là có ông bà độ rồi, ngon nhào vô, bring it on bitches, ngon nhào vô, đừng có đụng tới cái luân xa của tao, đừng có đụng tới gia đình của tao, mày đừng học đụng tới tao. Yeah, yeah, ông bà hút, yeah, yeah, ông bà tao lo hết, ông bà tao đổ tao hết, đừng có đụng tới tao. Trời ơi, solo 1-1 luôn, sợ gì, trời ơi. Con gái của thầy Pháp, cái gì à? Cháu của thầy Pháp mới sợ gì, sợ gì, sao mà, hù dữ gì, không có sợ. Sáng hôm sau, chị Ngọc, sáng hôm sau thấy cái mặt chị Ngọc, Ngọc, sáng hôm sau thấy cái mặt chị Ngọc, Ngọc Trâm á, xanh lè. Nè từ từ, sáng hôm sau á, sáng hôm sau thấy cái mặt, sáng hôm sau thấy cái mặt chị Ngọc, Ngọc Trâm xanh lè, xanh lè, cái hả kiểu vậy giống như vậy nè, cái hỏi chị Ngọc Trâm sao mặt chị xanh chành vậy, chị Ngọc Trâm đâu có dám trả lời đâu, chị Ngọc Trâm đợi đi ra cái chỗ ăn á, xa xa cái phòng khách sạn rồi mới kể. Trời em ơi, tối hôm qua chị nằm ngủ á, chị thấy có cái gì ướt ướt dưới chân chị á, chị mở mắt ra thấy nguyên một con hả, nguyên một cái người đầu dưỡng á hả, nó ngoạm chân chị luôn em ơi. Chị thấy có nguyên một người đầu dưỡng á, nó ngoạm chân chị. Lúc này á, chị cử động không được, chị biết chị bị đè rồi. Cái tay chị thì vẫn để ở bên trái là cái này nè, chị nằm ở ngoài thì chị biết á là cái con Thảo á nó vẫn còn nằm kế chị, là không phải nó rồi. Thì chị mới niệm Phật một hồi, chị lấy hết sức bình sinh của chị để chị đẩy cái tay chị ra. Khi mà chị đẩy cái tay phải là cái tay bên này nè, đẩy ra ngoài khe giường được rồi á, nó không còn ngậm chân chị nữa em ơi. Nó bò lên người chị, xong rồi hả, nó ngoạm tay chị em ơi, nó bò lên người chị, nó ngoạm tay chị em ơi, cứu chị, cứu chị, bò lên người chị, nó ngoạm tay chị, cứu chị, cứu chị. Thì cái lúc này á là trời ơi, là chị này chị niệm một hồi chị sợ quá, chị bắt đầu chị thoát ra được rồi nha. Thì nó ngưng niệm, nó bò sang chỗ cái con Thảo nằm á, chị mới chùm cái mền chị kỹ lại. Thì chị mới nghe nha, ở bên phía con Thảo á là nghe có tiếng cười vậy nè, cười hí hí vậy đó, cười hí hí vậy đó nha. Ủa, có giả hàng hả? Không biết là cái bình này đang sell. Nói chứ là hôm qua mình có xin deal thêm, là tại vì mình thấy là các bạn không có kịp mua cái bình này, có 500 bạn kịp mua à, còn 1,000 mấy 2,000 bạn không biết là cái bình này nhà Fan House đang gọi là cho mình deal, hiểu không, từ 350 giảm còn có 169 thôi.
từ 350 giảm còn 169 thôi, cho nên là mình ghim lại cho mấy bạn để mấy bạn có thể mua cái bình này nè. Cái bình này với cái bình đó đó, đưa đây nè, cái bình này nè chỉ có 169 với 199 thôi, các bạn vô mua đi. Tại vì mình xin thêm nhãn hàng giới hạn thêm cho mình deal ngày hôm nay nữa, rồi xong mình kể chuyện ma tiếp nè. Ừ, tại vì mình xin deal á, bởi vì cái nhà fan house này cũng có coi chuyện ma mình á, cho nên là mình xin deal. Thì xong rồi sau đó là cái bạn hoa này, bạn biết á là ai là người bị hù rồi đó, là kiểu giống như vậy đó. Thì bạn mới vô trong cái phòng của chị để bạn rải chu sa cho chị. Cái phòng y chang như trong giấc mơ luôn. Bạn rải chu sa mà bạn cảm giác như có người quan sát bạn nha. Bạn rải chu sa mà bạn cảm giác có người quan sát bạn. Cái xong rồi hôm đó là bắt đầu là cái ngày mà đã gọi là đi, gọi là đi, gọi là đi nhậu bữa cuối rồi, xong rồi. Thì tối đó bạn đang xếp mọi người mấy chị về phòng rồi, thì bạn đang xếp đồ. Thì khi mà bạn xếp đồ á thì bạn nghe có tiếng cười bậm miệng. Tiếng cười vậy đó. Thì bạn cứ nghĩ là à, chắc chị Thảo Trâm chắc chị là Ngọc Trâm với chị Thảo đang ở bên cái phòng kia ngồi cười, ngồi cười cái gì đó, coi TikTok rồi cười, hiểu không? Em ghim cho anh thêm cái đồ mà cắt soi camera á. Rồi. Ghim cái đồ ghim hay sao? Không, không, em lấy thêm trong giỏ hàng á, có kiếm cái đồ soi camera cho anh nha. Rồi. Rồi đúng hả? Ok, cảm ơn em. Rồi xong rồi á. Tại vì biết sao không, tao kể cái chuyện đi khách sạn nè, cho nên là tao có xin được thêm deal mà để mà cho tụi bay là có cái đồ mà để coi soi camera á, giá chỉ có 160 thôi, rẹt khe lắm, cho nên là mấy bạn nào mà cần mà kiểu mà đi khách sạn sẽ kiểm tra coi có camera giấu kính không thì nên mua nha. Rồi. Trời, chỉ là sợ an toàn cho các bạn thôi chứ không có phải cái gì hết đó. Cái xong rồi hả? Bạn mới có nhắm mắt lại, thì khi mà bạn nhắm mắt lại thì bạn có một cái năng lực đó chính là bạn có thể nhìn xuyên á. Thì bạn thấy á nha, ở bên cái phòng kia là cái con mà cái mặt, cái đầu dưỡng, cái mặt dưỡng á, mà cái thân thì thằng lằn á, đang ngồi lên người của chị Ngọc Trâm mà bụm miệng cười. Nhìn chị Ngọc Trâm bụm miệng cười. Xong rồi hả? Nó cảm giác như là nó thấy được bạn rồi đó. Nó quay qua nó nhìn bạn. Nó cười tiếp. Thì bạn nghĩ trong đầu á nha, là cái con này nó ghen quá. Bạn nói là bạn không sợ nó đâu. Bạn mới nhìn thẳng cái mặt nó luôn. Bạn nói là mày muốn gì, mày muốn gì thì mày vô đây, tao không sợ mày đâu. Tao có ông bà tao độ mày. Không, tao có ông bà. Tự nhiên có ông bà tao độ mày. Tao có ông bà tao độ tao. Để tao coi coi á, là ông bà tao ngắt đầu mày, hay là tao, hay là mày ngắt đầu tao. Solo luôn, solo luôn nha. Nhưng mà các bạn ơi, cái bình này chỉ còn có 169 thôi nha các bạn nha. Mọi người ơi, cái bình này nè, ghim cái bình này lại đi, 169 nè. Mọi người ơi, còn được tặng thêm mấy cái bộ dụng cụ cọ rửa đó. Mà cái bình này hay lắm nha. Cái ống hút nó như vậy mà khi mà các bạn này kia, các bạn có thể gắn cái cây này ở đây nè, không có sợ mất. Mà cái này bình nước giữ nhiệt nha các bạn, giữ nhiệt được rất là lâu nha các bạn nha. Rồi, xong. Thì lúc này đó nha, bạn mới nhìn nó hoài luôn. Thì bạn mới một hồi cái bạn bị bất an á, cái bạn tự nhiên bạn bị sợ, bạn bị lung lay, bạn mới nói với ông bà bạn là gì nè. Con xin ông bà thí dụ như là nếu mà ông bà có trên cao mà thấy được con á, thì ông bà thôi phù hộ cho con nốt chuyến này cho con thắng đó nha. Chứ nếu mà bây giờ con thua nó con sợ lắm. Ông bà phù hộ đi, rồi xong Tết về ha, con lau cái bàn thờ ông bà hơi bị sạch luôn. Bảo đảm là sạch. Sạch tinh tươm luôn. Con lau sạch lắm. Con lau hả, rồi xong con cúng hả dữ luôn á. Ông bà hả, đổ con chuyến này đi, cho lên full giáp đi. Xong rồi ông bà độ hả. Ông bà độ cái con kia nó biến mất. Thì khi mà bạn ngủ xong êm xuôi đi về lại thành phố rồi, thì bạn phải chịu cái xuôi đó. Có nghĩa là gì nè, bạn đã giúp đỡ cái chị Ngọc Trâm. Đáng lẽ cái nghiệp đó là chị Ngọc Trâm chịu, bởi vì nhiều khi là cái con đó là quan gia chức chủ của bả sao, nó kiếm bả đòi nghiệp. Mà bây giờ bạn đỡ cho chị rồi, thường á nha, người coi bói á, hoặc là người giúp đỡ bạn á, là người ta phải chịu cái nghiệp của bạn luôn. Cái xong là bạn bị xuôi hết nguyên cái tháng 7 cô hồn này luôn nha. Nhưng mà may mắn là gì nè, may mắn á là cái bình này hiện tại nha chỉ còn có 169 thôi. Em nói cho anh chị nghe, 169 thôi anh chị ơi, shop mall luôn nha, bán lượt bán rất cao. Và chỉ có phong phiên like của bạn có xin thêm. Ngoài ra còn cái bình này nữa nè. Em ơi, em ghim cho anh cái bình này nè. Mưu sinh mọi người ơi. Nè, sẽ được tặng thêm bộ cọ rửa nha. Với lại cái miếng này nè, bình nào cũng có. Cái bình này nè là 850ml. Capybana nè, gấu dâu đầy đủ luôn. Ghim cho anh cái bình này đi. Cái bình này. Đây, cái bình này nè, Capybana gấu dâu 850 nè các bạn ơi. 197. Giờ chỉ còn có 197 thôi. Các bạn comment cái giá cái bình này bên các bạn cho Bảo xem được không. Capybana dễ thương lắm.
Mọi người ơi, tới giờ mưu sinh rồi, cho em mưu sinh nha mọi người ơi. Tại vì hả, không đủ KPI, anh xin lỗi. Anh bị, anh không đủ KPI, anh phải vậy đó. Nè, KPI Banana là mình này dễ thương lắm. Và phải, anh lại lục bên nhà fan house dữ lắm. Mà nhà fan house cũng hay coi chuyện ma của anh á. Cho nên người ta mới cho anh thêm một ngày nay nữa thôi. Tụi em ơi, cái bình này nè, hôm qua chỉ có 500 bạn biết cái bình này là được đang giảm giá thôi. Trời, 175 tụi em ơi. Còn có free ship nữa nha tụi em. Tụi em biết áp mã là còn có free ship nữa nha. Cái bình này là thoải mái luôn, là nhìn này nha. Trong đây có nước nha. Là tụi em không sợ nó bị tràn ra luôn nha. Và đặc biệt nha, cái, nó có cái loại bình này là 600ml, còn loại bình này là 850ml nha. Ghim cái bình 600ml đi. Anh thích cái bình 600ml lắm. Cái bình 600ml quá nha, là nó có cái ống hút này nè. Đó, nó rất là tiện lợi luôn các bạn. Đó, nó có cái ống hút bật ra như vậy nè. Nó rất là dễ dàng, dễ dàng lấy ra, dễ dàng lấy vô. Rồi xong rồi đóng cái nắp ở kế bên đây nè. Dễ thương không? Khi mà mua các bạn sẽ còn được tặng mấy cái sticker để dán lên nữa. Khi mà mua các bạn còn sẽ được tặng mấy cái sticker mà dán hơn nữa. Mà bạn nào mà 227 á, kêu mấy bạn đổi ạc thử đi. Bạn nào mà 227 thì các bạn đổi ạc đi. Hiện tại bây giờ Bảo vẫn thấy là Bảo có 169 nè. Các bạn đổi ạc thử nha. Các bạn đổi ạc thử nha. Nhưng mà còn cái này nè, ghim cái bình này lên lại. Cái bình Capirana, cái bình mà 850ml này đó, thì nó có tặng cho các bạn một cái ống hút này để hút chân trâu luôn. Và chỉ có nhà fan house mới có một cái bình mà có thể hút được chân trâu. Mà nó rất là sâu nha các bạn. Nè, nó rất là sâu nha. 2:22, ước được về số. Con ước được về số và những bạn xem con luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Những người con yêu thương luôn hạnh phúc và vui vẻ. Nè, có khắc tên nữa hả? Có khắc tên luôn nha, nhưng mà khắc tên là phải thêm mấy chục. Khắc tên là phải thêm mấy chục. Các bạn ơi, anh có ghim ghim cái đồ soi camera. Giờ ghim hay sao? Ừ, ghim cái đồ soi camera cho anh đi. Nè tụi em ơi, khi mà tụi em đi khách sạn á, là tụi em phải có cái đồ soi camera như vậy nè. 179 cũng quá rè khe luôn. Bạn nào mà áp thêm mã của TikTok shop nữa là còn rè khe hơn nữa. Cái bé coi soi camera này nè, khi mà tụi em soi vào, anh ở đây anh không có, anh lại không có cái sample. Nhưng mà khi mà tụi em soi nó là tụi em sẽ thấy nha, những cái chỗ nào mà cái đốm đỏ mà nó chớp chớp là tụi em sẽ biết cái chỗ đó có camera. Đặc biệt nha, tụi em hay đi phượt nè, hay đi homestay, hay đi khách sạn, nhất định là phải có. Bởi vì là biết sao không, khách sạn không phải là người xấu, homestay không phải là người xấu. Người xấu là những cái người mà thuê trước đó họ có một ý đồ xấu. Họ sẽ gắn camera quay lén tụi mình. Thí dụ tụi mình thay đồ hay là tụi mình ân ái, họ sẽ quay lại để tống tiền. Hoặc là họ sẽ có cái mục đích gọi là giống như là buôn bán hình ảnh của mình. Cho nên là tụi em phải có một cái này để phòng thân nha. Cái này hiện tại bây giờ giá này á là chỉ có một đầu một thôi. Từ 200 giá đầu 2 xuống chỉ còn đầu một thôi. Và đặc biệt là mua cái này để bảo vệ mình nha mọi người ơi. Mua cái này để bảo vệ mình nha. Anh nói rẻ anh sợ tụi em đi á. Cho anh nói lẻ cái bình này đi. Cái này anh muốn nói nè. Ghim cái nồi chiên không dầu này nè. Các bạn ơi, bạn nào á mà là học sinh sinh viên á, mà bạn đang kiểu mà cần có một cái gọi là cái nồi á, cái nồi mà kiểu giống như là chiên không dầu á nha, mà giá rẻ khe nha. Hả? Đây, giá rẻ khe mà nó nhỏ xinh như vậy nè các bạn. Hôm qua mình chốt được cái này cũng được gần 10 cái á các bạn ơi. Mình đây là cái sản phẩm nè. Đây là cái sản phẩm đáng mua trong phiên live của mình này nha mọi người ơi. Không sao đâu, tại anh bàn khen hàng khen á cho nên là nó tuột, không sao. Thì cái này á, nó sẽ tiện cho những cái bạn nào mà học sinh sinh viên xa nhà, hoặc là những cái bạn nào đang ở phòng trọ. Các bạn á, có thể dùng cái này nè. Cái này cực kỳ dùng dễ luôn. Các bạn chỉ cần kéo nó tới cái mức phút mà các bạn muốn chiên cho tới bao nhiêu phút đó thôi. Xong rồi các bạn bỏ vô này, bỏ vô rồi các bạn chiên không cần dầu. Nó sẽ không bị bắn dầu vô trong cái phòng trọ của mình. Và đặc biệt nha, nó làm cho cái góc mà bếp của mình rất là nhỏ gọn luôn, rất là dễ thương luôn. Kiểu mà dễ decor và nhìn nó rất là vintage. Để ở trong cái góc bếp của mình nhỏ, những cái phòng trọ nhỏ, thì cái này nó không chiếm quá nhiều diện tích. Mà một lần của cái này á, nó có thể chiên được 4 khứa cá, 4 khô cá dứa nè, hoặc là chiên được 5 cái xúc xích nè, chiên được 3 cái đùi gà, hoặc là có thể chiên được rất nhiều cánh gà luôn. Mà với giá chỉ là từ đầu 7 nha, nó giảm xuống còn nhiêu vậy? 429 thôi mọi người ơi, mà còn free ship nữa, mọi người mua nhiều là free ship nha. Tới từ nhà Gabo, quá ổn áp luôn mọi người ơi. Tới từ nhà Gabo quá ổn áp cho các em này. Mọi người ơi, với cái mức giá là chỉ có 429 mọi người ơi. Comment cho anh cái giá mọi người đang có đi được không ạ? Comment cho anh cái giá mà mọi người đang có được không ạ? 379 quá rẻ luôn rồi mọi người. Chốt đơn. Em ơi, còn một cái nồi nữa ở dưới với lại cái nồi xanh đó. Em đi kiếm giúp anh nha, một cái nồi nhỏ anh quên lấy rồi. Cái nồi nhỏ với lại một cái nồi xanh đó ở dưới á. Đó, cho nên là anh thấy là cái này nó rè khe nè. 429 là nó rè khe lắm rồi tụi em ơi. Anh xin thêm á, tụi em ơi, anh xin thêm gia hạn thêm một ngày. Thứ nhất là tại vì anh chưa đủ KPI, với lại là tụi em không có được thấy được những cái sản phẩm này.
thấy được những cái sản phẩm này ngày hôm qua, tại vì hôm qua ít người quá, ngày hôm qua anh chỉ có 300-400 bạn coi thôi, cho nên là anh không có gửi tới tụi em được những cái sản phẩm này, và đặc biệt những cái ly tới từ nhà Fan House đang sale quá rẻ luôn nha. Có máy ép chân không? Không có máy ép chân không nha em ơi. Không có máy ép chân không nha. Cái quạt này hiện tại bây giờ anh không có bật lên được, anh nó hết pin rồi, tức ghê. Đang tìm cách bật pin lên cho mấy bạn. Thì cái quạt này để ghim cái quạt này cho mấy bạn. Để ghim cái quạt này cho mấy bạn nha. Cái quạt mình ghim cái quạt nha mọi người ơi. Cái quạt giá từ 150, bây giờ trong phiên live của mình á chỉ còn có 68.000 thôi. Các bạn comment giá cái quạt này cho mình với được không? Các bạn comment giá cái quạt này cho mình với được không? Cái quạt này mát lắm. Cái cảm giác của nó giống như là nó sẽ để mấy cục đá lạnh ở trong cái mấy cái cục đá lạnh á, nó như là để mấy cục đá lạnh kế bên vậy đó, mà hôm qua mình dùng mà mình quên sạc lại. Xin lỗi mấy bạn nha, mình quên sạc rồi. Anh sợ tụi em điêu hết cho nên anh nói cho nó lẹ. Đừng bỏ anh nha. Anh nói cho nó lẹ để anh sạc pin. Đây, sạc nó cũng dễ dàng lắm, như cái máy này nó hết pin rồi nhưng mà nó để kế bên. Nó mát dữ lắm mọi người. Nó mát kiểu mà mát lạnh, kiểu mà giống như là có đá ở kế bên hai cái lỗ tai mình vậy đó. Tao bấm sạc giùm anh đi. Đi kiếm một cái là cắm sạc dễ lắm nha. Đó, nó mát dữ lắm. Nó mát dữ lắm. Mà nó chỉ có hả mấy chục ngàn thôi. 60 mấy ngàn, 70 mấy ngàn thôi. Ủa, sao không thấy trong giỏ hàng nữa rồi? Mọi người thấy cái anh đang ghim không? Mọi người có thấy cái anh đang ghim không? Đây, để anh ghim lại. Ừ, đang ghim lại cái đó. Đó, mọi người thấy không? Giá của cái quạt đó, ngày hôm qua anh bán cái quạt đó được nhiều lắm nha. Ơi, ngày hôm qua anh bán cái quạt đó chết rồi, rớt rồi. Lùm xùm quá, hu hu. Ngày hôm qua anh bán cái quạt đó được nhiều lắm, mà bây giờ anh để anh sạc pin đó, hồi anh cho tụi em xem nha. Cái quạt đó đang rất là rè khe nha. Với lại anh muốn nói với tụi em là những cái bình nước này dễ thương nè. Tụi em chốt mấy cái bình nước này là hời nha. Tại vì cái bình nước mà thí dụ cái này là 400 một bình, 850ml là giá gốc. Mà hôm nay nha là tụi em sẽ chỉ còn giá là 197 thôi. Cái này hôm qua anh bán là best seller luôn á tụi em ơi. Signature của cái phim của anh hôm qua luôn. Nhưng mà do là tụi em hôm qua không có đông bạn coi á, cho nên là không có đông bạn biết cái này. Sẽ được tặng một bộ cọ rửa nữa nha. Với lại cái túi xách như vậy nè dễ thương lắm tụi em. Đó, còn được tặng cái đồ hút chân trâu nữa. Và chỉ có nhà Fan House mới có cái đồ hút chân trâu này thôi. Và dành riêng cho dòng ly này nha. Em ơi, anh hết kể rồi, bây giờ anh chỉ mưu sinh thôi. Anh hết kể rồi, anh kể chuyện ma hơn một tiếng rồi. Hôm nay anh kể chuyện ma hơn một tiếng, anh kể bốn. Anh kể từ 9 giờ cho tới hả 10 giờ 20, 10 giờ mười mấy anh mới bán hàng có 8 phút à. Anh mới bán hàng có 8 phút à. Anh kể chuyện ma từ 9 giờ cho tới lẹ vậy là sao bé? Anh kể chuyện ma từ 9 giờ cho tới 10 giờ 20 mà. Anh kể chuyện ma từ 9 giờ tới 10 giờ 20 mà. Lẹ là sao em? Anh hết kể rồi. Giỏ hàng đâu? Giỏ hàng ngay trong đây nha em ơi. Đây nè. Tụi em thông cảm cho anh nha. Anh kể, thường anh cũng kể chỉ có một tiếng mấy thôi. Mà hôm qua thì anh không đủ số. Với lại có nhiều bạn thì không có biết tới những cái sản phẩm này hôm qua. Mà hôm qua chỉ có 300 tới 400 bạn xem thôi. Cho nên tụi em thông cảm cho anh mưu sinh xíu nha. Nha, chứ anh cũng kể hết rồi. Đâu có đang giữa chừng đâu, anh kể hết rồi mà. Chuyện cuối kể hết rồi. Anh chị đâu có giữa chừng đâu, em sao giờ bé? Mấy bạn ơi, bạn Hồng Ngọc này có hiểu lầm gì không? Giờ anh kể xong rồi mà. Hình như anh kể xong rồi mà, cái chuyện cuối anh kể xong rồi, đâu có phải giữa chừng đâu. Anh kể xong rồi mà. Em thông cảm giúp anh nha, hình như em nghe chắc em nghe không kỹ á. Cảm ơn em nha, Hồng Ngọc nha. Bình giữ nhiệt, bình này á, để anh co lại cho tụi em nha. Bình này giữ nhiệt được lâu nha tụi em ha. Bình này giữ nhiệt được, nè mọi người, giữ nhiệt được từ 8 tới 12 giờ. Dung tích á, là 850ml. Nóng á, nước nóng sẽ là 8 tiếng. Còn nước lạnh sẽ là 12 tiếng nha. Cái ly thấp. Con ma mặt khỉ xong rồi nha. Con ma mặt khỉ thì nó vẫn ở đó thôi. Chứ nó đâu có phải nhất thiết là nó phải biến mất đâu em. Ừ, không sao. Mọi người bình thường thôi. Tại vì bán hàng thì nó sẽ rơi xuống đó, cho nên mọi người thông cảm cho anh nha. Ok, cảm ơn em nha. Cảm ơn em đẹp gái hay giận nha. Cảm ơn em đẹp gái hay giận nha. Tại vì anh phải xin nhà Fan House dữ lắm mới giữ lại được cái deal này ngày hôm qua nha. Và bây giờ những cái bình này hiện tại bây giờ đang xe sale. Bình mẫu 3 có đổ mồ hôi không? Không đổ mồ hôi nha.
bình không đổ mồ hôi nha, và đặc biệt cái này là in tia UV. Mấy cái bình này đều không bình nào đổ mồ hôi hết. Và đặc biệt á là nó tinh in bằng tia UV cho nên là tụi em chà nó không có bị chóc. Cái bình này mua về sử dụng là yên tâm là không bị chóc nha, bị chóc hoặc bị đổ mồ hôi là nhà fan house sẽ đổi trả lại cho em nha. Rồi, bây giờ hả là anh không có ba lô rồi, cái link ba lô bị hư rồi. Ghim cho anh cái nồi này được không? Cái nồi này nè. Cái nồi nhỏ, cái nồi đa năng hả? Ờ đúng rồi đây, ghim anh ghim 189 nè. Mấy bạn ơi, cái nồi này hiện tại giá nó ok nè, dành cho những bạn học sinh sinh viên nha. Những cái bạn đi xa nhà nha, thí dụ nha. Thì cái nồi này á các bạn với cái nồi này á với cái dung tích nồi này là 2 lít. Các bạn có thể nấu mì gói nè, nấu canh nè, chiên xào nè, các thứ với cái nồi này, hoặc thậm chí là các bạn có thể hấp với cái nồi này luôn. Đó, nó có nhiều công dụng lắm. Các bạn có thể hấp với cái nồi này luôn nha. Cái nồi trắng này nè, các bạn có thể vừa hấp luôn mà với cái giá là chỉ có 189 thôi. Tụi em mà mua cái bộ đôi, đưa cái đó cho anh đi. Tụi em mà mua cái bộ đôi mà nồi chiên không dầu á, là thứ nhất á là tụi em biết sao không? Nồi chiên á, mình chiên á, nồi chiên không dầu là mình không có cần dùng dầu nè, nó đỡ văng, nó đỡ bắn nè, mà nó gọn nữa. Hai cái này quá gọn luôn. Bây giờ tụi em có trong nhà á, phòng trọ tụi em mà hai cái này là tiện nhất, mà nó dễ dùng nhất luôn. Cái này là vừa chiên, vừa hấp, vừa nấu canh, vừa kho thịt nè, mà thậm chí là hấp được luôn. Đó, cho nên là anh thấy là cái giá 189 là quá rẻ. Cho nên là anh ngày hôm qua là anh bàn khen á, em cầm giùm anh. Ngày hôm qua là anh bàn khen á là ít người vô coi á, cho nên hôm nay á có đông người, cho nên mọi anh giới thiệu lại cho mọi người. Với lại là anh xin lại cái giá đó. Phải mua 2 lít hả anh? Hả? Một con gà là phải mua 2 lít hả anh? Một con gà lại phải mua cái 60 lít đó. Cái này á là chắc nửa con thôi. Cái này là chắc hả là được có 3 cái đùi em ơi. Nồi chiên không dầu là nó chắc được có 3 cái đùi à, nó không có tới một con gà đâu. Nếu mà em mua là em phải mua cái 60-70 lít đó mới được. Có cái 60-70 lít ở trong của anh luôn. Nhưng mà cái đó tới tới tận 700 mấy. Hình như là sale xuống còn 700 mấy á, cái màu đen á. Cảm ơn mọi người nha, mọi người thông cảm cho anh nha. Tại vì bình thường anh cũng vậy á, anh kể chuyện ma chỉ có một tiếng mấy thôi. Mọi người đừng, anh cũng cố gắng để kể hết mình, cho nên mọi người thông cảm cho anh. Hả? 2 lít là được mấy cái đùi? 2 lít là được 3 cái đùi á. Đây, đây, ghim lại cái nồi chiên không dầu ấy. Cái nồi chiên không dầu này hôm qua là anh bán được lắm nha mọi người ơi. Tại vì nó rất là dễ dùng. Nè, để được 3 cái đùi nè, mấy cái cánh luôn á. Còn cái này là cỡ 4 khứa khô cá dứa. Nè, ở trên nó có mấy chỉ là chiên hoặc là làm cái gì nè. Cánh gà là 15 tới 17 phút nè. Đùi gà là 20 tới 25 phút nè. Thịt bò là 8, thịt sườn là 8 tới 12 phút nè. Tôm là 8 tới 12 phút nè. Nói chung là nó có chỉ. Ở trên này là nó có chỉ cho các bạn luôn. Khi mà các bạn dùng, các bạn chỉ nhìn trên đây thôi là các bạn biết là nấu cái gì, làm cái gì là bao nhiêu phút nha. Cảm ơn bạn Ngọc Vy nha. Cảm ơn Lục Yêu Dấu nha. Lên cái gì? Gì? Tí anh lên cái đôi cam đi đôi em. Cam là cái gì? Đôi cam là cái gì em? Anh không biết. Cảm ơn bạn T nha. Cảm ơn bạn ăn thịt chay đẹp nha. Em ghim cái hộp bút lên cho anh được không? Hộp bút ở trong đó luôn á, bỏ cái áo ra. Hộp bút ở trong đó luôn á, có nguyên cái hộp bút bự luôn. Đây, ghim cái hộp bút đó. Cái hộp bút đó, thấy cái hộp bút đây. Đúng rồi. Nè, cái hộp bút này rè khe là tụi em ơi. Tụi em mà nhập học á, tụi em dùng cái hộp bút này là ok. Cái hộp bút này ok nè. Hộp bút này là 0.7mm. Soi camera. À, cái soi camera chỉ còn có đầu một thôi. Ghim cái soi camera lên đi. Ghim cái soi camera. Anh ghim cái soi camera lên cho em nha. Cảm ơn tụi em nha. Cảm ơn bạn bị gót nha. Cảm ơn bạn Thảo nha. Anh xin lỗi anh quên tên bạn bị gót nữa rồi. Em có thể nhắc lại cho anh nhớ được không? Tại vì anh lớn tuổi rồi. Cảm ơn bạn Thảo nha. Cảm ơn bạn Gumiho nha. Học đại học thì đây. Dùng cái nào anh? Học đại học hả? Ừ, cái bạn Thanh Phương hỏi vậy. Mà dùng cái nào là dùng cái nào? Em biết đâu, tụi em học đại học. Nếu mà bạn đi học đại học á, thì mình gửi cho bạn cái bộ đôi này. Em ghim cái này lên đi. Cái này nè. Cái nồi này nè. Anh có bán hộp bút luôn. Cái hộp bút này là chỉ có 50 cây. Nó nằm trong giỏ hàng anh luôn. 50 cây 0.7mm. Mà nó chỉ còn có 159.000 thôi. Đây, còn cái nồi này em đi học đại học em mua cái nồi này đi. Cái nồi này em có thể nấu mì, chiên, xào, hấp. Cái gì cũng được, kho thịt cũng được với cái nồi này luôn nè. Thí dụ như em chiên, xào, hấp rồi kho thịt á, thì em làm như vậy. Đó,
quá tiện lợi luôn, với lại là nó không có chiếm diện tích phòng, nó dễ dùng nữa. Rồi xong rồi bỏ cái này lên là hấp, ở dưới có thể luộc trứng gà, ở trên có thể hấp rồi xíu mại rồi nè, hoặc là hoành thánh ghim bút. Ok, ghim bút cho em nha, anh ghim bút nha. Cái bút này em coi kỹ nha, ngòi không của nó đó là 50 ngòi á, là 35.000 là cái ngòi bút. Còn cái bút á là luôn cả bút á nha, là chỉ với giá 159 thôi. Các bạn comment cái giá, các bạn bấm vô trong đây nè, các bạn bấm cho mình này, các bạn mua á, các bạn bấm cái hộp bút 50 cây á là các bạn sẽ thấy giá là 159 nha. 159 mới là cái cây bút này, quá xịn luôn tụi em ơi. Bút này là bút đề ly nha, bút đề ly là các bạn biết rồi, là bút 0.7 mm, 0.7 mm, viết cái nét nó sẽ tròn dễ thương, ú na ú nần nha. Ok không? Ok. Mời mọi người chốt đơn. Cái này nha mọi người ơi, chỉ có 0.7 mm thôi. 0.7 mm nè, mà nó là màu pastel nữa, nó có 4 màu. Rất là dễ thương luôn, mỗi ngày mình tâm linh mình lấy một cây mình đi học, quá dễ thương luôn. Một cái hộp này dùng được 1 cây đi học là 3 tháng sau mua lại á, 50 cây hả? 50 cây. 50 cây là 2 tháng sau mua lại á. 2 tháng sau mua lại hả? Ừ, một ngày mất 1 cây. Một ngày mất 1 cây. Úi. Cẩn thận nha các bạn ơi, mang đi học nhưng mà mình cũng phải để ý coi chừng bạn lấy nha. Tại vì cái cây này viết dễ thương với là cầm nhẹ tay lắm, nét chữ cũng dễ thương nữa. Ok không? Rồi bây giờ nha, ghim, các bạn còn muốn anh tư vấn gì không? Bây giờ mình ghim lại cái ly này đi ha. Cái ly này là cái ly anh rất là thích, đặt anh rất là thích của nhà Fan House luôn. Nè, khi mà mua là mình nói cho các bạn xem nha, cái này nè, đó là nó sẽ có một cái ống hút. Và đặc biệt nha, bây giờ các bạn bỏ nước nóng nó cũng không sao hết, tại vì những cái ở trong này á là đã được gọi là đã được kiểm nghiệm và chắc chắn an toàn cho người tiêu dùng rồi, cho nên là các bạn có đổ nước nóng vô cũng không sao. Các bạn ghim cái này lên thì cái này hôm qua mình bán được nhiều lắm nha các bạn ơi, tại vì hả mình thấy là hôm qua là không có đông người á, cho nên hôm nay mình ráng mình xin lại cái deal này cho mấy bạn. Thì cái này dùng được bao lâu? Cái quạt dùng được bao lâu hả? Ghim lại cái quạt cho anh đi. Tại vì anh cũng mới dùng cái quạt đó, anh mới xin đi, anh cũng không có biết là bao lâu. Nhưng mà anh đang sạc pin kìa. Ghim lại để mình đọc cái quạt được không? Ghim rồi. Ở trong đây nó có ghi á em, để anh vô anh đọc cho em nha. Quạt đeo cổ, điện tích tiện lợi, ga bo, mang đi học, đi chơi, đi tập chiên, phụ kiện. Từ từ, để cho tôi cho đọc. Lên đến, có nghĩa là nếu mà nó hoạt động liên tục nha, trong thời gian dài là nó có hoạt động tới 1.5 tiếng nha. Nếu mà cái cây đó nó hoạt động liên tục nha, thì nó sẽ hoạt động tới 1.5 tiếng. Có nghĩa là hoạt động liên tục, mình để trên cổ áo của mình liên tục 1.5 tiếng là nó sẽ hết nha mọi người ơi. Và nó khi mà nó hết nó sẽ báo đèn chớp nháy đỏ, cho nên cũng dễ nhận biết lắm nha. Và có bị kẹt tóc không có em ơi? Là nó thổi lên vậy nè, nó không có bị kẹt tóc nha em ơi. Nó thổi lên vậy nè, khó mà không có kẹt tóc đâu nha. Quạt có màu khác không? Quạt nó chỉ có màu đó thôi thì phải. Đâu để anh coi nha, quạt đó. Ô mọi người ơi, anh thì chỉ có 68.000 thôi. Mọi người ơi, nó chỉ có đúng một màu à mọi người ơi. Nó chỉ có đúng một màu à. Còn nếu mà mọi người muốn mua nhiều màu thì mọi người mua cái ly này đi. Cái ly này dễ thương nè, mở nắp ra một cái. Mở nắp ra một cái là nó bứng lên như vậy nè mọi người ơi. Nó có rất là nhiều mẫu mã, từ đơn giản cho tới là dễ thương nha. Và đặc biệt là những cái hình in này là hình in UV, nó không có bị tróc đâu. Nè, nó sẽ không bị tróc và nó không bị chày nha nè. Nó không bị tróc, nó không bị chày, cho nên các bạn yên tâm nha. Nó được in bằng tia UV. Cho nên là nó sẽ không có bị tróc. Và nó nhìn giống như dán nhưng mà nó không phải là dán đâu. Nó là in bằng tia UV nha. Không bị tróc, không bị chày nha. Với lại là không bị tràn nước. Các bạn đóng kỹ là các bạn để cỡ nào nó cũng không bị tràn nước, không bị đổ nước nha. Không bị đổ mồ hôi nha. Cảm ơn bạn. Mình cảm ơn bạn Võ Huỳnh Kiều Duyên nha. Cảm ơn bạn Võ Huỳnh Kiều Duyên nha. Cái soi cam á, các bạn phải có. Bởi vì á, là mình phải tự bảo vệ mình bằng cái cách đó. Các bạn hiểu không? Cái soi cam nó rất là đáng mua luôn á. Với lại á là, cái bình này nè, anh hôm qua anh được nhãn hàng cho cái bình Capybara này nè. Về nhà thì anh mới có cái bình này để đưa cho tụi em coi. Cái bình này hôm qua bán cũng ok lắm, mà đặc biệt là Capybara rất là dễ thương nha. Cái này các bạn các bạn yên tâm nha, cái này là in bằng tia UV, nên nó sẽ không bị tróc đâu. Thậm chí á nha, là còn được tặng thêm cái ống hút nè. Bạn nào thích uống trà sữa thì dùng cái này ok nè. Ok, mời mọi người chốt đơn. Cái quạt mọi người đợi xíu nha. Anh sẽ lên cái quạt sao cho mọi người nha. Bây giờ nè,
nó có cái bình đó rồi, bây giờ mình ví dụ đi, hồi nãy cái bình nhỏ là cái này nè, cái này là ga bo nhỏ nè, còn cái này là ga bo nó sẽ lớn lên điện rồi hả? Nó có 3 nấc nha mọi người ơi. Cái này nó có 3 nấc. Hôm qua các bạn vào trong cái cái group của mình á, anh có đăng cái clip cái tóc con bé đó nó bay á nè. Tóc con bé đó nó bay nè mọi người ơi. Mức gió cũng rất mát nha mọi người ơi, tóc con bé nó bay nè. Mọi người thấy không? Tóc gió bay nè. Cho nên là mức gió là nó cũng rất là mạnh nha mọi người. Cho nên mọi người yên tâm nha, với cái mức giá 60 mấy ngàn này nó sẽ không làm cho mọi người kiểu thất vọng đâu. Hướng gió thổi là hướng gió thổi lên vậy nè mọi người ơi. Nó sẽ rất là mát. Ví dụ như bạn nào đi đánh cầu lông nè, cái lúc mà ngồi nghỉ á, để ngay cổ vậy nè, mình không có cần phải cầm như vậy luôn. Hoặc là mình đi học quân sự đi, mình nghĩ tới cái việc mình đi học quân sự đi, rất là nóng, thay vì mình ngồi mình phải cầm quạt hay là mình cầm tay vậy, nó rất là cực. Mình để nó vậy nè là nó rất là mát, nó thổi lên như vậy nó sẽ kiểu mát cái mức độ này á, như là có đá lạnh ở kế bên mình vậy đó mọi người ơi. Đồ đang năng cắm điện và sử dụng như thế nào? Mồi đang năng cắm điện sử dụng dễ ẹt luôn em ơi. Nè, ví dụ đi, nó sẽ có cái lỗ cắm nè, chỉ cần cắm vô, xong cắm điện lên, xong rồi mình sẽ chỉnh cái nứt. Mình chỉnh cái nứt nè, ví dụ là nứt nóng vừa nè, nứt nóng nhiều nè, cho tới khi nào mình cảm thấy đủ rồi thì mình tắt. Hiểu không? Nứt nóng vừa nè, mức nóng nhiều nè, cho tới khi nào mà mình chiên á, mình cảm thấy nó ổn rồi đó thì mình mới tắt. Hiểu không? Hiểu ý ra không? Ví dụ như em chiên em thấy chín rồi đó thì em tắt. Đó, còn không em để riu riu nè, nóng nhiều nè. Em thấy không? Kiểu vậy á. Cái nồi này chỉ có 186 thôi. Cái nồi này chỉ có 189 thôi. Bạn nào mà có mã của TikTok shop nữa là nó sẽ còn rè khe nữa nha mọi người ơi, và phi ship nha. Ok. Cầm sai lớn. Cầm sai gì? Cái nồi. Nè, cái nồi lớn nó cũng sẽ y chang vậy luôn mà cái dung tích nó lớn hơn thôi. Là mình có thể nấu rửa chiên xào. Mình có thể nấu rửa chiên xào nhiều hơn thôi nè các bạn thấy không? Dung tích của nó sẽ lớn hơn và cái nó rất là sâu luôn. Chống dính cho mình luôn nha mọi người ơi. Với lại nha, các bạn có thể chiên, nấu canh, kho thịt, làm nó tất cả mọi thứ. Nó có giữ nhiệt lâu không? Em sử dụng để nấu mì á, cái nồi này ăn á. Được chứ. Cái nồi này giữ nhiệt được lâu mà. Nồi này giữ nhiệt được lâu. Nếu mà em dùng để em nấu mì á, thì tới khi nào mà em cảm thấy nó chín rồi á, hay là theo ý em muốn thì em tắt thôi. Hiểu không? Nó sẽ giữ như vậy hoài cho tới khi nào mà em chiên, em nấu xong thôi, em hiểu ý anh không? Rồi xong em mới bấm tắt. Khi là em tùy chỉnh nhiệt độ theo mình thích thôi. Cái nồi này nấu mì ok nha, nồi này nấu mì dễ thương, mì cay rồi đó. Bỏ mì cay vô đây nè, hoặc là mì gói nè, mình làm lẩu trong này một cái nồi nhỏ mini thôi. Kiểu mà mình ở có một người à, mình ăn vậy cũng được nữa. À, ở hai người ăn cũng ok nữa. Nói chung là cái nồi này nó tiện á, bởi vì tụi em chỉ cần, nói chung là tụi em ở trong phòng trọ là tụi em phải tối giản hết sức có thể. Tụi em càng tối giản á thì nó sẽ càng gọn gàng và thoáng mát và mình sẽ cảm thấy thoải mái để mình ở. Thì cái này nè nó không chiếm diện tích bao nhiêu hết mà nó có thể vừa hấp, vừa chiên, vừa luộc, vừa xào mà vừa kho. Rồi nó quá tiện lợi cho một cái nồi chỉ có 189 thôi. Cái nồi này luộc như gió nè. Anh Bảo ơi, em hay mơ bị tai nạn xong giờ thời gian sau em lại bị giống vậy, chỉ là nhẹ không? Em bị ghost, em bị deja vu á, em nằm mơ thấy trước tương lai á. Dạ em cảm ơn, để giờ em đặt hàng, cảm ơn bạn bất động sản 24/7 nha. Bạn nào có muốn mình tư vấn gì thì các bạn nói thêm nha. Ví dụ như là cái quạt này nè, mình thấy chống dính nó có bị bong khi dùng lâu không anh? Anh nếu như mà mấy bạn muốn sử dụng lót chống dính mà lâu á thì là rửa bằng cái miếng mút á, không được rửa bằng miếng nồi từ son. Chỉ còn miếng mút mỏng thôi. Với lại khi nào mà nồi đang trong nóng thì các bạn đừng có rửa. Nguội hẳn rồi rửa nè. Cách để bảo quản á là như vậy nè. Ví dụ như các bạn nấu cái này đi, cái nồi này là nồi chống dính, nhưng mà khi mà các bạn nấu á, các bạn muốn bảo quản nó tốt á thì các bạn phải đợi cho nó nguội rồi thì các bạn mới bắt đầu rửa. Và khi mà các bạn rửa là các bạn hãy dùng cái miếng mút để các bạn rửa, đừng dùng cái miếng chà mà ma sát mà nghe xẹt 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 á, thì nó sẽ làm chảy, nó sẽ làm rách cái lớp chống dính thì nó sẽ không tốt. Thiệt ra là cái sản phẩm nào nó cũng vậy, nếu mà mình không bảo quản nó kỹ thì nó cũng sẽ bị hao mòn theo thời gian thôi, kể cả cái sản phẩm này. Cho nên là mình xài đồ mình cũng phải biết cái công dụng và tính năng của nó, hoặc là cái ưu khuyết điểm của nó để mình hạn chế làm sao ảnh hưởng tới nó hết sức có thể. Đó, thì dù cái nồi này đi thì thường á là thật ra là bất kỳ cái nồi chống dính nào tụi em cũng phải để nó nguội rồi tụi em mới hẳn rửa nó. Và rửa thì dùng cái bông nhẹ thôi để rửa nha. Đó,
Thì một cái nồi đa năng như vậy chỉ có 189 thôi nha tụi em ơi. Mời tụi em chốt đơn. Rồi em mới đặt bình, cảm ơn dì sò nha. Cảm ơn dì sò nha. Thì... Bạn muốn xem bình, bạn muốn xem. Ok, nè bạn nào muốn xem bình bạn nó. Bây giờ ghim cái bình lên đi. Đây là hai cái bình anh thích nhất. Cái bình á của nhà Fan House, nếu mà các bạn biết thì anh có sử dụng cái bình tím anh để quên ở dưới rồi. Thì anh dùng một, anh dùng cái bình này nè, anh thích nè. Hôm qua giờ anh dùng cái bình này anh uống hoài luôn, anh nói thiệt. Cái bình này á là nó tiện lợi ở một cái chỗ á, là cái ống hút của nó khiêu quá. Ống hút nó gì nè. Có cái nắp đậy mà nó rất là dễ dàng để hả, dễ dàng để đóng lên đóng xuống á, là một nè. Cái thứ hai á là nó có cái chỗ để mình làm gì nè. Thấy không? Cái là... nồi điện mà mình rửa nó có bị rò rỉ điện không? Cái nồi điện mà mình rửa, khi mà mình rửa thì mình rút dây ra mình rửa. Mình rửa ở bên trong thôi. Mình rửa ở bên trong thôi, bắt đầu mình đổ ra rồi mình hạn chế nó vô trong này. Nhưng mà thiệt ra khi mà người ta đã thiết kế như vậy rồi là người ta đã có cách để bảo vệ nó rồi, cho nên em yên tâm. Nhưng mà cũng đừng có nhúng nó vô trong nước, vô trong thao luôn thì cũng kỳ quá đúng không? Ừ, đừng có nhúng nó vô trong nước, vô trong thao luôn. Tụi em rửa đúng không? Vẫn để ở trong cái giỏ đó, nhưng mà tụi em rửa riêng cái bình này á thì tụi em đổ ra vậy nè, xong rồi tụi em lau khô đó. Còn nhúng vô, thiệt ra là nên một khi mà người ta đã làm cái này là người ta đã có cái cách để phòng vệ nó rồi. Đó. Em cho nên cộng dây điện đó. Nên cộng dây điện nè. Dài bao nhiêu? Tầm bao nhiêu? Không biết. Tầm 50 tới mét. Chừng 50 mét á. Đây. 50 xăng. Tầm 50 xăng á. Cỡ cái mình của anh á. Nè, cỡ từ đây từ đầu anh tới đích. Đó. Tụi em cắm. Tại vì cái này để ở trên cái chỗ mà bếp á, mà những cái khu mà kiểu mà nhà trọ nó rất là gọn, rất là gọn và xinh đó, mà nó có thể nhiều công dụng á, thì nó tiện lợi cho tụi em. Ok ha. Ok, hai cháu nha. Cảm ơn bạn Lục nha. Em xem cộng dây nè, hai cháu nha. Với lại nè, cái bình này nè, ghim lại cái bình cho anh nha. Cái bình này nè là khi mà các bạn mua, các bạn còn được tặng sticker nữa. Cái bình này 600ml nha, giữ nóng là 8 tiếng, giữ lạnh là 12 tiếng. Còn mấy cái bình ví dụ bự bình hơn là sẽ đi học ok vậy. Bình này đi. Bình này nha, bình này mang đi học ok nè. Hai bình này mang đi học ok nè. Hai bình này đều có thể mang đi học được luôn. Cái bình Capybara quá dễ thương luôn, mà bình hiện tại giờ chỉ còn có 169 thôi, đầu ba mà còn 169 thôi. Ừ, uống nhiều thì cái này 850ml, em nhắm em uống nhiều nước thì em 850ml, ghim cái bình 850ml lên cho anh nha. Nè, ví dụ đi. Đóng lại vậy nè, nó rất là dễ hư luôn, cho tụi em coi. Đó. Cái này mà bảo đảm là không đổ mồ hôi nha. Tụi em có thể uống bằng cái góc này nè. Đó, uống bằng cái góc này nè. Thì tụi em sẽ không có bị kiểu giống như là rảnh râu rồng á. Nó hạn chế cái sự lão hóa cho tụi em, ok không? Đó, nó sẽ có hai góc để tụi em uống, hoặc là tụi em cắm ống hút vô. Mà cái ống hút này là cái ống hút chỉ có duy nhất của nhà Fan House có thôi. Nó có nhiều con hình lắm, có hình con Labubu nè, có hình con Capirana nè. Dây bảo đeo ở Winnetagot nha. Còn cái quạt này á là nó sẽ thổi lên như vậy nha mọi người. Cái giá của nó chỉ có đầu 6 thôi. Đâu dùng 60 mấy ngàn thôi, rất là rè khe luôn nha. Cái quạt này hôm qua bà bán nhiều lắm. Mọi người chốt đơn cho bà cái đó nha mọi người ơi. Rồi xong, ghim lại cái này được. Cái này. Rồi, đưa vào chơi. Đây, rồi, thí dụ như mà tụi em á là sinh viên hoặc là tụi em là ở trọ đó, có hai cái sản phẩm này thôi là đủ rồi. Một cái nồi chiên không dầu, thay vì tụi em chiên bằng chảo đi. Tụi em chiên bằng chảo thì tụi em chiên bằng cái nồi chiên không dầu này, nó dễ, nó sức khỏe hơn, nó đỡ bắn dầu hơn, nó đỡ hôi hơn và nó đỡ nhớt cái phòng, đúng không? Đúng rồi. Nó đỡ nhớt cái phòng lắm. Tụi em mà chiên xào rồi chiên trứng thôi mà nó lát hồi nó cũng nhớt cái phòng nữa, mà mình ở chợ mà cái phòng mình nó nhớt nó kỳ khó chịu lắm. Thì cái này tụi em sẽ điều chỉnh theo số phút. Và thí dụ ở trên đây là nó cũng có chỉ cho tụi em là ví dụ như là cánh gà là sẽ từ 15 tới 17 phút nè, để cái số phút là từ 15 tới 17 phút. Còn cái hả đùi gà từ 20 tới 25 phút, tụi em có thể tùy điều chỉnh bằng cái nút này luôn. Chỉ cần đợi cho tới khi mà nó tan lên là xong. Nè ví dụ nha, để là 5 phút đi. Nè, là ví dụ nè, lát hồi đợi, lát hồi nó tan xong là nó đã hâm xong cho tụi em, nó chiên xong cho tụi em. Và đặc biệt nha, cái trong này là cũng là chống dính luôn. Khi mà rửa là tụi em chỉ cần lấy ra rồi xong tụi em rửa thôi. Cỡ này á, là sẽ cỡ 3 cái đùi gà, mấy cái cánh với lại 5 cái xúc xích, với lại 4 khứa cá gọi là khứa cá gì đó quên rồi.
Cá khô. Cá khô á, bốn cưới cá khô là đẹp nha. Với lại đó là tụi em ở. Hả? Có bảo hành nha. Hình như có bảo hành đó. Ê, cái ly này bảo hành 6 tháng nha. Để coi coi, hình như có bảo hành đó. Độc quyền. Nè, người ta chiên nè, cánh gà nè. Người ta chiên ba cái cánh gà bự và bá nè. Bảo hành 12 tháng nha nè, người ta chiên cánh gà 12 sợ nè. Người ta ướp xong người ta chiên cánh gà được nè. Mà tụi em ơi, tụi em cái nồi nè, tụi em chỉ cần cái này là bán nhiều lắm, được bán nhiều lắm. Tụi em chỉ cần một cái nồi dung tích nhỏ vậy thôi là đủ rồi, tại vì cái phòng trọ tụi em á, cái nhà bếp nó càng gọn là càng tốt, chiếm diện tích càng ít là càng tốt. Cái này nó dễ để coi, với lại nó vinh tẹt, nó đẹp nữa, màu be dễ thương. Mẫu 2 là gì? Mẫu 2 là gì em? Mà hiện tại bây giờ giá của nó từ đầu 7 mẫu xuống còn có 400 hả? Hả? Mẫu 2 là ly Capibana. À, cái ly Capibana hả? Rồi, đợi xíu nha. Lên mẫu 2 cho em nha. Cái ly này đã lắm tụi em ơi, nè, nhìn nè. Nó có cái đế này để chống rớt á. Nó có cái đế này cho tụi em để chống rớt á. 850ml. Dung tích nó là 850ml của nhà Fanhao. Từ 8 tiếng là nước nóng, còn 12 tiếng là nước lạnh nha, giữ rất là lâu cho tụi em luôn nha. Bình có được tặng cọ rửa và tặng cái ống hút nha. Cái này dễ thương lắm, thiệt yêu. Chốt cái con Capibana đi, anh thích con Capibana nè. Cái quai rất là chắc chắn luôn, mua là còn được tặng cái này nè. Tặng cái túi. Nồi điện đa năng bảo hành 12 tháng nha bạn ơi. Nồi điện đa năng bảo hành 12 tháng nha bé ơi nè. Cầm cái túi nè, xách tới xách lui, cầm cái túi xách tới xách lui nè. Rất quạt là dễ thương. Hả? Quạt hết điêu rồi. Đâu có đâu, anh vẫn còn mà. Em lấy cái nít khác vô thử coi. Anh còn. Còn 68 nè. Còn anh được 68 ngàn nè em. Em coi nè. Anh được 68 nè. Nè. Em lấy cái nít khác vô thử coi bé. Em vừa chia tay em nên làm gì, em nên uống nhiều nước hơn mà cái Capibana đó nha. Em nên uống nhiều nước hơn nha em ơi. Và em phải mua bình nước giữ nhiệt để em uống nước. Để em kiểu mới giống như là uống đủ nước em đẹp, em xinh nha. Là em có nhiều người yêu mới hơn nha. Em nên ăn gà nhiều hơn mà người chiên không giàu. Ừ. Để bảo vệ sức khỏe. Chiên nồi chiên không giàu đi, không có ăn dầu mỡ, không bị mập. Nồi chiên không giàu nè, các bạn vô trong ghim cái nồi chiên không giàu này đi. Ê, cái nồi chiên không giàu dễ thương quá. Tụi em ơi, cái phòng trọ sinh viên của tụi em chỉ cần một cái nồi này với một cái nồi này là xong cuộc đời. Quá tươi vui luôn. Hai nồi này quá dễ thương, quá dễ dùng. Đúng rồi, cái bia đây cũng giữ nhiệt nha. Bình của nhà Fanhao luôn giữ nhiệt nha. Đây cái nồi nè, tụi em vô cho tụi em coi nha. Trời, cái nồi quá ok. Ghim cái nồi lại cho anh đi, cái nồi chiên không giàu á. Đầu 7 mà hôm nay chỉ còn có hả 400 mấy thôi à. Bạn nào mà có áp mã nữa thì chắc còn nhiều hơn nữa. Người ta chiên thịt bò nè. Người ta nướng thịt, người ta chiên thịt thoải mái luôn nè. Một đống luôn, rất là dễ luôn. Thay vì tụi em phải cầm cái dĩa tụi em chiên á, cầm cái chảo tụi em chiên á, nó bắn dầu tùm lum, nó làm cái phòng nó nhớt đi mà lâu hoài. Đặc biệt nha, cái phòng nó nhớt lâu hoài không hết nhớt đúng không? Lâu hoài không hết nhớt luôn. Thì bây giờ tụi em dùng cái nồi chiên không dầu nhỏ gọn như vậy nè, nó chiên ở trong này nè, nó không bị bắn dầu và nó cũng đâu có cần dầu đâu. Khi mà lấy ra nó cũng đơn giản nữa, với lại là nó không có bị không có giao nước ngoài cục vàng ơi, nó chỉ giao trong thành phố thôi, với lại là Việt Nam thôi. Cái sản phẩm này đang giao trong Việt Nam thôi. Còn thí dụ như là cái này, cái nồi này nó có hai dung tích, một dung tích lớn với lại là một dung tích nhỏ nè, với lại một dung tích lớn hơn nè đó. Tụi em coi là cái nào phù hợp và đề co cái phòng nó thích hợp đó. Tụi em nghe ten không, ten như vậy là xong, là tụi em lấy ra tụi em ăn được rồi đó. Đó, ok rồi, lên lại cái bút đi. Cái bút nè anh. Ở đây không có muốn cái gì để viết. Đó nè. Cái bút nha mọi người ơi, cái bút này nè, 50 cây chỉ với giá 159 thôi, còn ngòi bút là 30-35 nha. Các bạn bấm vào trong giỏ hàng các bạn mua bút á là 50 cây này, hộp bút pastel 50 cây, bút màu xanh nha, pastel 50 cây chỉ với 0.7. Để anh viết nha, chữ anh xấu lắm nhưng mà sorry nha. Chữ anh hơi xấu nha mọi người ơi. Cái màu. Nè.
cái bút viết nét tròn nghe mà chữ anh xấu quá à. Những cái người mà chữ bự mà chữ to như vậy thì người ta sẽ thường là người rộng rãi nha. Anh hết bán tại tới bào chết rồi. Bây giờ anh bàn khang hàng khang khắp nơi. Mọi người ơi, chốt đơn cái hả, cái con capybara đi, mua cái con capybara đi. Anh đứng thứ một thứ hai ghê vậy. Sản phẩm như vậy là sao ta? Trời ơi, giao dịch tới một rồi, hạng nhất luôn hả? Hạng nhất, hạng hai, giao dịch bán dữ vậy. Mọi người ơi, mọi người thích sản phẩm nào ở trong cái phiên live của anh, mọi người cứ nhấc vào mọi người mua nha. Ê, em lấy cho anh cái bịch nước xả giải đi, nước giặt đi. Cái hai bịch nước giặt ở dưới đó, anh quên. Bịch nước giặt nữa. Bịch nước giặt này tới 2kg một bịch. Mọi người ơi, cái bịch nước giặt này nè mọi người, 2kg một bịch. Thơm lắm. 2kg một bịch. 2kg một bịch nha. Nhưng mà hả, mua một tặng một. 105, giá gốc là 240, 105 là các bạn sẽ được mua một tặng một, có nghĩa là chỉ có 50.000 một bịch nước xả giải, nước giặt, nước xả giải thôi, cho là bao gồm là trong cái bịch đó là gồm giặt và xả luôn á. Cái này là mình gọi là sạc pin lẹ để cho các bạn xem mức gió thôi, chứ cái này là sạc chưa có đủ nha, cho nên nó mới hết nha, chứ không á là sạc đủ rồi nha, là nó sẽ lên tới 1.5 tiếng nha khi các bạn dùng liên tục nha. Ok không? Mời mọi người chốt đơn. Đây, cái bình này thơm lắm các bạn. Cái nước ở bên trong rất là trong. Mà bây giờ mình không có gì để đổ ra thì các bạn xem tượng trưng nha, một cái bình như vậy á, một cái bịch như vậy là 2 kg. Một cái bịch như vậy là 2 kg thì các bạn mua một tặng một. Mua một bịch này tặng một bịch này. Và đặc biệt nha, cái mùi nó thơm lắm, vừa giặt vừa xả luôn. Với lại cái mùi nó là mùi lavender rất là dịu nhẹ. Cái mùi lavender của cái loại này á thì nó sẽ không có bị gắt. Và đặc biệt cái mùi lavender này nó sẽ đuổi muỗi, hiểu không? Với lại nó làm cái vải áo của các bạn mềm mịn, không có bị gọi là khô ráp á. Với cái này 2kg, các bạn học sinh sinh viên mua cái này nè để giặt đồ, không cần nước xả giải luôn. Cái này là 3-in-1 luôn, là vừa giặt vừa xả luôn. Các bạn chỉ cần mua một bịch này thôi là các bạn dùng mấy tháng rồi. Một lần giặt chút xíu à. Các bạn học sinh sinh viên mua cái này để dành được nè. Mua một có combo 2 nó rẻ hơn á, là tính ra chỉ có 40 mấy ngàn một bịch thôi. Em kiếm cái combo 2, em kiếm cái combo 2 ở trong giỏ hàng á. Nè, cái combo 2 thì nó rẻ hơn nha các bạn ơi. Nước giặt Joyce Kitty nha mọi người ơi, một túi là 2kg, nhưng mà các bạn mua combo 2 là từ 480 xuống còn có 204, rồi tính ra là có 40 mấy ngàn một bịch thôi, nếu mà các bạn áp mã vô nữa. Nếu mà các bạn áp mã vô nữa thì nó rè khe nữa nha. Ai xài mê chết luôn. Rồi giờ anh nghĩ bán rồi. Ôi thôi, xin lỗi em nha Trần Đoàn nha. Đã chốt bút cho anh, cảm ơn bé Hồng Hoa nha, bé Hoa Hồng nha. Cảm ơn em nha. Các bạn comment đi, mình sẽ giới thiệu với mấy bạn nha. Nãy giờ mới vô trời, người ta kể lúc mà hả 9 giờ rồi mới vô bà. Cái nước giặt này nè, anh thấy là nguyện vọng 11 là nguyện vọng nào má? Làm gì có tới tận nguyện vọng 11 giữa gì? Mọi người ơi, anh thấy mọi người bỏ giỏ hàng nhiều, nhưng mà mọi người đừng quên chốt đơn nha mọi người ơi. Trời ơi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Ủa chết rồi. Có tới 11 nguyện vọng hay chứ. Anh chạy khay màu khao rồi tụi em ơi. Không sao. Tụi em ơi, mua cái bịch nước giặt này ok nè. Cái bịch nước giặt này là anh đã sử dụng rồi, nó thơm quần áo lắm. Nó lưu hương nè. Với lại là nó sạch đồ, với lại nó lưu hương lâu, với lại nó sạch đồ, nó không có làm cái vải của mình nó bị khó chịu nha. Em còn 110. Trời em ơi, mua đi. Cái này mua một tặng một, dù gì là mua một tặng một là nó quá rè khe luôn. Tại vì một bịch này tới 2kg lận dùng rất là lâu. Một bịch này tới 2kg dùng rất là lâu. Hai bịch là 4kg mà mua một tặng một, tính ra là một bịch này chỉ có 50.000 thôi. Cái này uống có ha em ơi, cái này là nước giặt xả mà không có uống được. Mua thôi, mua bình về uống nước đi cho bớt buồn. Ừ, mua bình về uống nước đi cho bớt buồn nha bà. Mua cái nước giặt này về giặt đi, mua 2 tặng 1 nè. Mua lộc, mua 2 tặng 2. Đặc sắc nè tụi em ơi. Cái này mua 2 tặng 2 tính ra là 240 là được. Chỉ có 50 hoặc là 40 mấy ngàn. Tụi em áp mã vô nữa là chỉ còn có 40 mấy ngàn một bịch thôi. Mà 2kg tụi em dùng rất là lâu. Cái này á là dễ tiện dụng, đổ đây vậy nè tụi em. Đổ đây vậy nè. Và cái nước nó cũng rất là trong. Cái nước nó trong lắm. Cái nước nó trong cực kỳ luôn. Chốt cho anh cái bịch này nha. Một bịch này chỉ có 2kg thôi. Mua 1 tặng 1.
mua một tặng một á, là mua một bịch á, là được tặng một bịch là 105.000, là từ 204 chỉ còn có 105.000, tính là 50.000 một bịch. Còn mua hai tặng một á, là từ mua hai tặng một là từ từ 400 mấy ta, 408 chỉ còn có 204 là chỉ còn có 50.000, 40 mấy, áp thêm mã nữa chắc chỉ còn có 40 mấy ngàn một bịch thôi, mà mua hai tặng hai là mua hai bịch được tặng hai bịch. Ủa cái này không có phí ship hả? Mã phí ship hả? Chắc hết rồi á, nhưng mà thiệt ra nó vẫn còn rẻ lắm mọi người ơi. Thiệt ra là với cái này nó vẫn còn rẻ lắm, mua bây giờ là nó vẫn còn rẻ khe lắm nha. Còn nếu mà các bạn nào không có mã phí ship, các bạn lấy cái khác vô thử xem nha. À, son dưỡng hả? Son dưỡng anh em bán nữa hả? Em ơi, em nhắn tin qua Instagram cho anh được không? Em nhắn tin vô TikTok của anh đi rồi anh bán cho em. Cái này anh không có giỏ hàng. Anh thích uống mà cái ly này lắm. Ghim ly này lại đi. Anh hết kể rồi cục vàng và anh mưu sinh nha. Trời, best seller giao dịch đứng hạng 1 luôn của ngày hôm nay. Hôm qua anh bán gần 40 cái này. Anh bán gần 40 cái sản phẩm này, bởi vì là sản phẩm này như là sản phẩm kia ngày hôm qua kia luôn đó. Nó 600ml dung tích của nó nè. Đúng không ta? 600ml. Đó, 600ml giữ nhiệt sẽ được tặng thêm mấy cái icon nữa, dễ thương cực kỳ. Tặng thêm mấy cái icon dán trên này dễ thương lắm tụi em ơi. Mà cái nắp của nó cũng dịu nữa nè, thấy không? Đóng rất là dễ dàng, rồi mở ra như vậy nè, rất là dễ dàng để đóng luôn. Rồi xong thí dụ như là ai nào cái vàng thì gắn kế bên. Gắn kế bên đó tụi em ơi, 600ml mà cái này giá quá rẻ. Giữ nhiệt được lên tới nè, nước nóng là 8 tiếng, nước lạnh là 12 tiếng cho anh nha. Nhà sản phẩm của nhà Fan House thì tụi em biết rồi, quá ok, quá đỉnh, đặc sắc 100 luôn. Trời các bạn ơi, các bạn bỏ giá hàng rất nhiều nhưng mà các bạn phải chốt đơn nha. Anh xin có được thêm ngày hôm nay nữa thôi, tại vì hôm qua nó không có về số. Nói thiệt là hôm qua nó không có về số, nó một nửa thôi, nó không có về được số. Cái xong rồi anh mới xin là vậy nè, cái ly này nè, tại vì có nhiều bạn xin, gọi là đợt trước nhiều bạn kêu anh xin deal, anh ráng anh xin deal, nhưng mà có thể là tại ngày hôm qua một số vấn đề, một số bạn không có vô được. Thì hôm nay anh thấy mấy ngàn người á, cho nên là anh mới xin, nói là tối nay em kể chuyện ma nữa, có mấy ngàn người cho em xin lại cái deal này đi để em bán cho mọi người. Thì bên Fan House đồng ý cho anh xin lại cái deal này để em bán cho mấy bạn. Tụi em thấy không, cái ly này á là nó được in bằng tia UV cho nên á là không phải dán. Anh thích cái mẫu này nè, mẫu này dễ thương lắm tụi em. Tụi em có cào cỡ nào nó cũng không chóc, cho nên tụi em ơi yên tâm là nó không chóc và là không đổ mồ hôi nha. Không nè, không rớt nước, nếu mà tụi em dặn kỹ nó không có rớt nha tụi em ơi. Không có cái gì tẩy được với nhau cuộc đời là sao? Không hiểu. Tụi em ơi, mời tụi em chốt đơn. Cái này nè, mua cái ly này đi, đừng có suy nghĩ. Đừng có suy nghĩ gì hết, phải mua cái ly này, nhất định. Nhất định phải mua cái ly này, hoặc là cái ly Capri Pana nè, một trong hai. Một trong hai cái. Bạn nào thích cỡ dung tích 600ml thôi thì mua cái này. Còn nếu mà bạn nào thích dung tích cỡ con Capybana thì mua cái 850ml là cái con Capybana nè. Nó còn có rất là nhiều con nha. Hello bạn Đinh Trung nè nha. Thề thiết kế xinh lắm, chào cảm ơn bạn Lục Yêu Dấu. Thôi bạn Lục Yêu Dấu nè, bạn mua một cái rồi đó. Mà anh thích nhất là cái con Capybana này. Thôi thì em mua chưa? Mua đi để hình với anh. Mua đi để hình với anh dễ thương lắm. Nè nhìn đi, không, cái này là in UV cho nên tụi em nó không có chóc, tụi em đừng sợ nha. Nó có nhiều hình lắm nè, hình đám mây nè ha. Nè đâu coi nè, hình đám mây đâu hết rồi nè, hình đám mây, hình Capribana, có thể in chữ luôn. In chữ là tụi em phải chịu thêm mấy chục á, in tên tụi em thì em phải chịu thêm mấy chục á, mấy cục vàng. Hình Capribana và có rất là nhiều feedback luôn, hình Labubu nữa nè. Có bạn feedback hình Labubu này dễ thương lắm nè. Labubu nè, La bu bu. Cái này trong phiên live của anh chỉ còn có 19 mấy thôi mấy cục vàng ơi. Rồi ok, cảm ơn em nha. Trong phiên live của anh chỉ còn 19 mấy thôi, tụi em chốt đơn cái con này nha. Chốt đơn cái con này nha. Anh thấy tụi em bỏ giá hàng nhiều, tụi em nên chốt đơn đi hết. Cái này là không còn cái giá đó đâu nha. Em tưởng con đó là, à con đó là của chị Quân. Mà chị Quân hả, anh chưa có đưa. Anh để làm mẫu luôn để cho tụi em có hình với. Ủa của anh, của anh cũng là của chị Quân, của chị Quân cũng là của anh mà bé, đúng không? Mời mọi người chốt đơn. Nè cái này là cái này của anh thì anh mới dùng nhiều nãy giờ nè đó. Cái này anh để cho khi nào chị Quân qua thì lấy nha. Rồi cái ly này á, tại sao anh thấy là uống 600ml là vừa, với lại là biết sao không thích nó là bởi vì có cái này nè. Thích cái này thôi à, thật sự, tại vì nó thoải mái, nó không có bị
nó không có bị khó chịu á, nó vô khớp tụi em. Với đặc biệt là nó như vậy nè, hỏi sao mà không thích. Mà với cái giá của nó hiện tại nha, hello anh chốt, cái giá hiện tại của nó nha là rất là rẻ nha mọi người ơi, chỉ có đầu một thôi, của anh bên anh là 350 xuống còn 169 nha. Capybara thì dung tích là 850ml nha em. Capybara thì dung tích là 850ml nha. Đó, nó có thể uống được chân trâu luôn, nó có thể hút được chân trâu, có thể uống được chân trâu, hút được chân trâu, uống được chân trâu. Bởi vì các em sẽ được tặng cái bình này nè, bảo đảm luôn nha, chỉ có bên nhà Fan House mới có cái ly mà hút được chân trâu, uống được chân trâu nha. Và đây cái ly này để dùng có thể để uống trà sữa được nha nè, rất là sâu luôn, đạm đáy luôn nha, hút chân trâu thoải mái luôn, chân trâu không thể thoát khỏi luôn nha. Thật sự em mang cái ly đi học chắc tụi trong lớp nó em ngừa, thì em mua cái đơn giản thôi. Hoặc ngủ tại sao mình thích gì đó, mình thích ngựa gì đó, mình ngựa gì đó, kệ mấy bạn. Rồi anh mời mọi người chốt đơn. Rồi ghim lại cái bút đề ly cho mấy bạn nha. Ừ, ghim lại cái bút đề ly cho mấy bạn. Ừ, nguyên một cái hộp nè. Cái hộp này, cái hộp này hôm qua mình bán cũng nhiều lắm. Cái hộp này á là cái, các bạn mua một hộp này chỉ với giá 159 thôi. Còn mua ngòi bút nha, 50 ngòi bút chỉ có 35.000. Mà mua cái hộp bút, nguyên một cái hộp bút như vậy nha, 50 cây chỉ 159 thôi. Bạn nào mà có áp mã mà được TikTok, mà gọi là số mà kiểu là TikTok thương á, là các bạn còn sẽ rè khe hơn nữa. Hôm qua có bạn mua cái này chỉ có 129 thôi. Nếu mà các bạn biết áp voucher thêm nữa là các bạn sẽ còn được giảm nữa. Cái ly đó ống hút bự bằng cục chân trâu. Trời, bằng chứ, cục bự mẹ. Cái này làm ra để hút chân trâu mà cục vàng. Hôm qua em mua hộp 129 đó, bạn Minh Thư. Bạn Minh Thư hôm qua mua 129 nè. Anh gù thích icon nào liền khắc icon đó vào bình. Ý, dễ thương. Anh hết, anh kể chuyện ma xong rồi nha cục vàng ơi. Có ly nào ống hút, à chỉ có một cái ly Capybara này, cái ly mà dòng dung tích 850ml á, anh ghim cho em mới có cái ống hút này thôi nha. Còn cái này á thì nó chỉ có ống hút cỡ dị thôi. Đó, mọi người ơi, cái hộp này á là tới 50 cây lận. Nó là màu pastel, nó có 4 màu, màu tím, màu xanh lá, màu xanh dương và màu hồng nha. Nè, cho mọi người coi nè. Đó, 50 cây lận, chắc cái này dùng cả năm trời luôn á. Đứa nào mà hay bị mất bút nên mua một hộp như vậy đi, 159. Tụi em comment cái giá của tụi em, tụi em comment giùm anh cái giá của tụi em ở trong cái phiên live này được không? Long, em coi thử coi là em bấm vô em mua thử coi xem coi là nó là 159 không? Cái này. Cái này nè, cái hộp bút á. Hộp bút 155 đó. Cái của anh là 159, còn Long là 155, tùy người nha mọi người ơi. 155 là rè khe luôn á, 135 là rè khe dữ luôn á nha. À, 35 là cái ngòi bút nha bà. Coi chừng nha, coi dừng lộn nha. 35 là cái ngòi bút, không phải là cái bút đâu. Cho nên là mọi người xem kỹ rồi mọi người mới. Mời mọi người chốt đơn. Chốt đơn rồi mọi người ơi. Anh xuống lại là không còn cái đó đâu. Ghim lại cái nồi này đi. Thôi ghim cái nồi bự đi. Nè, cái nồi nhỏ, cái nồi bự nó cũng không chiếm diện tích lắm đâu. Nếu mà bạn nào mà kiểu mà trường heo thì thôi mua cái nồi bự đi. Cái nồi bự này nè, cũng hấp chiên xào luộc, kho, làm cái gì cũng được, lẩu cũng được. Thí dụ như mà ở hai người thì thôi mua cái nồi này đi. Chắc là ok nè. Kiểu như là má nào mà là sinh viên bắt đầu ở với bạn trai, bạn gái rồi đó, ở chung với người yêu đó, mua cái nồi này đi. Giá, không cái nồi này nè, cái nồi này nè. Là một nồi luôn á, bám vô nó sẽ thành hai rồi. No, cái này nè em, để em ghim cho em coi nha. Để em xíu. Đâu rồi? Ủa? Là một nồi luôn. À đây nè, đây nè, không, nó nè, cái này mới đúng nè. Đó, nó đó. Thấy nó không? Đó, nó đó. Ừ, 59, 590 hôm nay sale chỉ còn có 359 thôi mọi người ơi, phi ship. Cái nồi này nó cũng dày nè. Đó, nó cũng chỉnh như vậy để các em nấu chiên xào hấp nha. Thì tụi em ơi, comment cho anh cái giá của cái nồi này tụi em đang có bên trong bên tụi em đi. À, icon nào hả? Đâu, đến coi coi. Em ơi, coi icon ở khúc nào với em. Icon ở khúc nào vậy? Em làm icon la bu bu hoặc đám mây á. Anh thích la bu bu hoặc đám mây á bé. Có icon khúc nào trời, sao không thấy trời.
cứu con. 359 trong bình anh lướt là có nha. La bu la bu la bu 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 la bu la bu la bu bu bu. Anh không thấy em ơi, sao vậy, sao tức quá vậy anh không? Nồi này hấp được không anh? Nồi này hấp được nha. Cái này là để hấp nè em, còn không bình thường á, em nấu bình thường á thì em làm gì nè, em nấu bình thường thì em vậy thôi là được, em vậy thôi là được, còn không em vậy đó. Lúc mà hấp là em sẽ để cái nồi hấp lên, lúc mà hấp là khúc cuối 89 ấy anh. Bình nào em là cái bình 600ml hay bình 850ml vậy bé? Bình 600ml hay bình 850ml? Tụi em ơi, cái nồi này á, mua cái nồi này nó tiện nè, mà nó bự, dung tích nó bự hơn, dung tích nó sẽ bự hơn cái nồi này đó. Cái nồi này em ví dụ như mà ở với bạn trai bạn gái nè, sinh viên nè, hoặc là hả, ở với người yêu nè, mua cái bình này đi nấu chỉ có 350 mấy thôi mà nó có thể là tất cả luôn. Ok, để anh coi, em ghim cái bình này, em ghim cái hộp này lại cho anh nha, để anh coi cái 89 hả. Ê, ai cần cỏ may mắn đi, cỏ may mắn mặt trời với con mèo, con mèo. Em tư vấn cho mình cái bình này các anh coi cái rồi, bạn Minh Thư ơi, giá gốc là 590 á, đang sale còn 359. Cỏ may mắn C nè, đám mây nè, mặt trời với con mèo ngã ngửa. Chữ Y nha. C F G Y. Đó. Mấy bạn ơi, hai ơi, em đọc em đậu. MDH là gì? MDH là gì em? Em cái gì DH? Em thiếu một chữ á. Giá gốc. Giá gốc nhiêu vậy? Em mua 325. Ôi, em ơi, giá gốc nó tới 590 lận mà em mua được 325 là rất là rẻ luôn á. Anh chỉ sale được tới 359 thôi. Em đổ đại học rồi. Trời ơi, chúc mừng cho anh nha. Cho anh ơi, đổ đại học rồi, mua cái nồi này đi, chuẩn bị là đi làm kiếp sinh viên rồi thì mua cái nồi này đi em. Mua cái nồi này đi cho anh ơi. Đổ đại học rồi mua cái nồi này, hoặc cái nồi này đang rẻ nè. Cái nồi này bự mà còn có 3. Cái nồi này bự, dung tích nó bự gấp đôi cái nồi này á nha. Nè. Bự dữ lắm á, là chỉ còn có 359 thôi, mà hồi nãy có bà kia bà mua có 325 mà. Giá tôi hồi bị chẹt. Trời, Minh Thư ơi, mời Minh Thư chốt đơn. Em vớt học viện hành chính rồi, không sao hết, mình làm lại, mình thi lợi, hoặc là mình làm, mình vô cái trường khác, không nhất thiết là mình phải tới đích đến đó mới là cái cuộc đời của mình. Cuộc đời mình không phải dừng ở cái trường đậu được vào cái trường đó, cuộc đời mình nó còn dài lắm. Thậm chí là có vô được cái trường đó cũng bao nhiêu năm đó học thôi, xong rồi em cũng phải ra trường thôi, rồi em phải tự sống thôi, đúng không? Cuộc đời em nó không phải là vô được cái trường đó mới được sống tốt, hiểu không? Hoặc là em muốn quá thì em ráng học lại để em thi lại đi. Ok không? Okay. Mời em thi lại. Mời em thi lại. Ok. Hoặc là em chốt đơn cái nồi này đi. Anh ruột. Anh kể chuyện mai xong rồi cục vàng ơi. Ai làm sinh viên đại học này chốt đơn cái nồi này đi. Trời, xuống còn có sao 49 người coi vậy má. Ủa? Sao lên 200 lại vậy? Sao ngảo nghễ vậy? Chốt ai kênh rồi, cảm ơn Lục yêu dấu nha. Tụi em ơi, chốt cái nồi này đi. Cái nồi này hôm nay từ 509 xuống còn có 359 nè. 359 mà bạn nào mà có áp mã nữa chứ còn có 325 thôi đó. Trời ơi. Anh còn cỡ hả 5 cái nồi này nữa. Anh cỡ 5 cái nồi nữa là anh xong việc. Hoặc là anh cỡ hả 6 cái bình này. 6 7 cái bình này. Anh cỡ 6 7 cái bình này hoặc là 5 cái nồi này là anh ok rồi đó, anh đủ số rồi. Anh chỉ còn ai ngơi cổ lên, ai ngơi cổ lên. Mấy bạn ơi, không ngần ngại gì mà phải chốt cái bình này mọi người ơi. Các bạn có thể chốt cái bình nhỏ để cho nó đỡ chiếm diện tích, mà cái bình này nó cũng không chiếm diện tích lắm đâu. Tại vì nó gọn lắm, nó vừa chiên, hấp, xào, luộc, kho. Nó quá là tiện lợi cho một cái nồi như vậy luôn. Mà nó tiện lợi mà nó không có sợ biểu mà bị xấu á. Không sợ bị xấu á. Với lại là những sản phẩm tới từ nhà Gabor thì các bạn thấy là nó quá nổi tiếng rồi. Trời, cảm ơn bạn Kain nha.
em chốt anh Long được không kìa. Em chốt anh Long được không kìa Long. Ở đâu? Kìa bạn Nguyễn Hải Hà Thanh kìa. Chốt cái nồi đi đó mọi người ơi, cái nồi này chỉ có giá 359 thôi. Các bạn ơi, từ 590 xuống còn có 329 à. Quá là rè khe luôn. Quá là rè khe cho một cuộc tình luôn. Sao mà không chốt đơn đi mọi người ơi, mời mọi người chốt đơn. Thôi lên cái bình lại đi. Cái nồi này hôm qua bán được cũng, thiệt ra nồi này hôm qua là bán chồng biết bán được cái nồi này hơn. Cái nồi này dễ, với lại cái nồi chiên không dầu á, hồi bán cũng ok lắm. Còn cái nồi này bán được 2-3 cái á. Cái nồi này thì nó hơi bự. Để lên cái nồi này. Lên lại cái bịch xả giải đi. Bịch xả giải cho mấy bạn, bịch giặt xả cho mấy bạn đi. Đây, để cho anh kiếm chỗ. Để anh để lên cái bịch xả nè, 105 nè. Cái bịch xả 105 thôi. Nè, Du Lan báo hiếu nè, mua cái bịch xả về tặng mẹ đi má. Du Lan báo hiếu nè, bịch xả này nè mọi người, bịch giặt xả này nè mọi người, dung tích của nó là 2kg. Mà bây giờ các bạn mua 1 tặng 1 á, là từ 240 xuống còn 105 đi đúng không? Làm tính ra là một bịch này chỉ có 50 ngàn thôi, 50 mấy ngàn, 50 ngàn thôi, 51, 52 ngàn, 50 ngàn, bạn nào áp mã thì có thể là 40 mấy ngàn. Ừ, mà 2kg lận mà vừa giặt vừa xả, mùi cực kỳ thơm, mà thơm kiểu dịu nhẹ, nó không bị thơm gắt, thơm hổn. Với lại á, nó không bị làm cho, nó không có bị màu, nó không có bị màu nha, giặt, nó không có bị ra cái màu của cái nước giặt, hiểu không? Nó sạch, và nó sạch quần áo nè, nó thơm nè, nó thơm mùi lavender nhẹ dịu nha, thơm kiểu mà lưu hương, kiểu mà nhẹ dịu trên quần áo của mình nè. Mà nó cảm giác giống như là nó mềm mềm, quần áo của mình rất là ok với giá 2kg này thôi, một bịch này 2kg, mua 1 tặng 1, từ 240 xuống còn có 105 thôi. Mua một, tính ra một bịch như vậy là chỉ có 50 ngàn thôi, hoặc là 40 mấy ngàn nếu mà bạn áp mã, hoặc là chỉ là đơn giản là 51, 52 thôi, xê xích không bao nhiêu. Mà mua 1, tặng 1, mời mọi người chốt đơn, hoặc là mọi người có thể mua cái mua 2 tặng 1 á. Ghi cái mua 2 tặng 1 cho mọi người đi. Tại hôm qua anh bán được cái bịch nước giặt xả giải này, nước giặt xả này cũng nhiều lắm. 2 túi có 105 nè. Ừ. Mua 2 tặng 2 đi. Mua 2 tặng 2 chứ lộn chứ phải mua 2 tặng 1. Mua 2 tặng 2 nha. Là hồi nãy là mua 1 tặng 1, còn cái mã này đó là mua 2 tặng 2 nè. 408 cho 4 bịch 204. Tính ra một bịch cũng có 50 ngàn à, hoặc là 40 mấy ngàn, hoặc là 51, 52 thôi. Mà mua 2 tặng 2, mời mọi người chốt đơn. Cái này á là 2kg nha. Anh ơi, bình nước mà em muốn khắc tên lên thì anh nhắn shop trước rồi đặt hay sao anh? Khắc tên lên đó là bạn sẽ chọn á, bạn sẽ chọn chữ trong đó. Nó sẽ có cái để cách để bạn chọn nha, để anh vô anh coi ví dụ nha, bình khắc tên. Một cái bình nè, khắc tên nè. Xong rồi bấm mua. Mua ra, xong vô giỏ hàng nha, đợi xíu nha. Cái bình khắc tên, xong vô giỏ hàng. Bấm thanh toán. Đúng rồi, em sẽ nhắn với lại, em sẽ nhắn lại bên shop nha. Em sẽ nhắn trực tiếp, em nói chuyện với lại bên shop nha. Ở trên đây là nó có hướng dẫn tụi em luôn. Ở trên này nè, nó có hướng dẫn tụi em để khắc tên luôn nè. Nè, hướng dẫn cách đặt khắc tên. Hashtag 1, tên của bạn. Nè, tụi em sẽ gửi cho bên shop là hashtag 1 tên của bạn. Hashtag 4 tên của bạn trái tim, tên của bạn trái tim, nói chung là nó chỉ cho em hết tụi em muốn như thế nào, tụi em chọn lựa ngay cái chỗ hướng dẫn giùm anh nha. Đây nè, trong cái chỗ hướng dẫn nè, tụi em sẽ nhắn tin theo cái icon cho bạn, cho bên kia cái mong muốn của tụi em thì người ta sẽ cắt cho tụi em nha. Tụi nó sẽ có chỉ á. Em mà biết nên bán cái này hồi sáng nay em không đặt rồi. Tình yêu Ngân ơi, không sao. Mốt á, em cứ vào trong cái cửa hàng của anh á, anh vẫn còn luôn cái này nha. Khi nào em hết rồi á, thì em qua ủng hộ anh, không sao nha. Các bạn ơi, Bảo á, Bảo có bán tất cả những cái sản phẩm mà các bạn cần á. Các bạn chỉ cần nói Bảo là anh có bán cái đó không, thì Bảo sẽ chỉ cho các bạn nha. Nó nằm ở trong cửa hàng của anh hết. Hoặc tụi em muốn bán cái gì á, hoặc tụi em muốn mua cái gì tụi em nói anh nha. Anh sẽ nhờ bên nhãn hàng người ta gửi cho anh, rồi xong rồi anh sẽ xin deal cho tụi em mua nó rẻ nha. Không sao hết. Anh ơi, cho em hỏi hai bạn. Hai bịch tặng hai bịch giá 189 đúng không? Ôi, em ơi, em là rẻ đó. Ê em,
bạn này hai bịch tặng hai bịch chỉ có 189 kìa, mời em chốt đơn luôn á. Ôi là Long với em đang có thêm mã của TikTok shop quá em ơi, của anh thì chỉ có 204 thôi, em thấy rẻ hơn giá 204 em chốt đi, thì anh chỉ xin deal được là rẻ hơn là chỉ có từ 408 xuống 204 thôi, là mua hai bịch tặng hai bịch, còn em đang được TikTok ưu đãi hơn, còn cưng của TikTok luôn á má, chốt đi má, chốt liền đi, thấy 189.000 cho hai bịch tặng hai bịch, tính ra là em được 2kg 2kg 4kg 8kg nước giặt xả luôn. Trời ơi, dùng ra lâu lắm em ơi. Cái này bảo hành cái gì, bảo quản được lâu lắm. Bảo quản được lâu lắm cho nên em cứ mua cái này mua để dành. Tại vì ví dụ như là mình sinh viên học sinh này mình giặt á, mình giặt á, này nó thơm với lại nó có cái mùi lavender đuổi mũi á, cũng ok. Trời, cảm ơn bạn Trân Chai Xì nha. Cảm ơn bạn Trân Chai Xì. Có bán anh không? Hồi em ơi. Em ơi, anh có người mua rồi. Anh có người mua rồi. Anh bảo có chất nghiện không chứ ngủ phải nghe giọng anh, trời anh ồn như cái gì vậy em. Dây chuyền trên cổ anh có bán nha em. Em nhắn tin cho Winnet nha. Rồi, tụi em ơi, một cái hai tặng hai đi, mua hai đi, mua combo hai đi. Tụi em mỗi đứa mua, mỗi đứa hả, năm đứa mua combo hai cho anh thôi là bắt đầu là anh đủ số. Mua cái nước giặt này về báo hiếu cho mẹ đi, mua cái này nè, về tặng mẹ chắc mẹ vui lắm. Mẹ vui mẹ cười hoài luôn á. Mẹ vui mẹ cười. Mẹ vui mẹ cười đó. Cái này không uống được em ơi, cái này nước giặt xả không uống được, thơm lắm. Màu tím trong veo. Đang có cái ly nhựa ha, có cái ly nhựa đổ đó cho mấy bạn coi. Có cái ly nhựa là đỡ đổ cho mấy bạn coi rồi, thiệt là cái màu tím của nó thơm được, cái mùi nó thơm cực kỳ luôn. Thơm dịu nhẹ, nó không có thơm hổn. Giặt có lưu hương ấy á, không có thơm hổn. Xin chỗ để mua dây chuyền đi, anh nhắn qua đâu ạ? À, em ơi, em nhắn tin qua TikTok anh đi, lát hồi anh check nha Quỳnh. Nhắn tin đi, lát hồi anh gửi cho cái nick anh bán dây chuyền nha. Nha, trời ơi, anh thấy các bạn bỏ vô hàng đang mua. Tụi em ơi, chốt cái bịch này đi, còn nói gì nữa. Hoặc là mua 1 tặng 1 đi, ghim cái mua 1 tặng 1 đi cho nó dễ. Mua 1 tặng 1 nè, 105 thôi. Cái này á, là 240. Thí dụ như là cái 1 tặng 1 á. Đó, cái bạn Long vừa ghim á là 240. Trời ơi, bao nhiêu đặc sắc nè, quá trời người. Trời, 9.000, 98.000 lượt bán. Cái này 98.000 lượt bán có nghĩa là nó được feedback rất là tốt. Và best seller, gọi là shop mà nè, shop anh đang bán là shop mall luôn nha. Best seller ở trên TikTok shop luôn. Mà từ 240, hôm nay mua 1 tặng 1, 240 một gói này, 240 đi, xuống còn có 105. Làm tính ra một cái này á, chỉ có 50.000 hoặc là 40 mấy ngàn. Nếu áp mã tụi em comment cái giá tụi em đang thấy được không. Nè, mua 1 tặng 1 nha. Một, nè, 240 xuống còn 105, mua 1 tặng 1 là mua bịch này tặng bịch này, 105k. Mời tụi em chốt đơn. Cho em xin đề khi chị khi quán mì của anh Trần Chay Si ơi, em nhắn tin cho anh qua TikTok đi á, hồi anh check rồi anh gửi, em nhắn tin liền, em bam lên cho anh đi. Em nhắn tin y chang cái câu vậy luôn cho anh nha. Em nhắn tin cho anh đi chang. 105 là giá quá hời rồi. Có bạn chắc nhiều khi bạn chỉ có 90 mấy, 80 mấy thôi luôn á, nói thiệt. Thấy cái này ghè khe thì mua nha, chốt đơn nha. Tại cái này chỉ có 2, cái này có 2kg lận. Một bịch này tới 2kg lận nha. Anh mời mọi người chốt đơn. Mọi người ơi, hôm nay anh đáng xin thêm deal một lần nữa. Qua ngày mai không bán những cái đi đứa đu. Mọi người ơi, qua ngày mai không bán đứa đu. Mọi người ơi, trời ơi, mọi người ơi, chỉ còn anh chỉ cần bán thêm một cái bình nữa, hoặc là một combo 4 nữa thôi là được. Anh chỉ cần bán thêm một cái bình nữa là được. Bán thêm một cái bình nữa là anh Diệu Kha rồi, tụi em ơi, là anh vui rồi. Bán thêm một cái bình nữa thì một cái bình Diệu Kha nó vô. Thôi bây giờ ghim cái nồi chiên không dầu lên lại để tư vấn lại đi. Các bạn ơi, có ai ở đây cần cái nồi chiên không dầu không? Mình nói thiệt, 170 mấy bạn đang coi ơi, có ai cần cái nồi chiên không dầu không? Mình nói thiệt. Long ơi, em là một cái người hay dùng nồi chiên không dầu. Em nói đi, tại sao em hay dùng nồi chiên không dầu cho mấy bạn được không? Đỡ tiếp xúc dầu mỡ sống, rồi ăn đỡ tiếp xúc dầu mỡ, đỡ bắn dầu mỡ, chiên ngon hơn là chiên chảo. Đúng, với lại là nó không có bị ngấy á, kiểu mà mình chiên dầu xong cái mình cái bị đắng đắng á, thì nó đỡ đó mọi người ơi. Thay vì các bạn phải chiên chảo đi đúng không, các bạn chiên trứng chiên chảo, cái bạn ở trong phòng trọ cái bắt đầu nó bắn ra, hay ở trong nhà nó bắn ra, cái xong rồi bắt đầu á là mình lau nó khó, mình rửa nó khó.
cái mình lau hoài, nhiều khi bạn lau nhiều lần mà nó vẫn nhớt nha, đi khó chịu lắm. Thay vì đó các bạn mua cái nồi chiên không dầu này nè, có 2 lít nhưng mà nó gọn, nó nhỏ, để một góc ở trong nhà bếp, nó tiện, nó không được chiếm diện tích, và khi mà nấu ăn nó không bắn dầu mỡ, nó khiến cho cái chỗ đó nó không có bị chảy dầu quá nhiều, thành ra là các bạn đỡ phải lau dọn. Và cái việc mà lau dọn của các bạn nó dễ dàng hơn. Và đặc biệt nha, cái nồi này á là các bạn không cần dầu để chiên luôn, đỡ tốn tiền mua dầu ăn, đỡ tốn tiền mua dầu ăn không. Một cái nồi như vậy á, các bạn có thể chiên được 3 tới 4 cái cánh gà, 3 cái đùi gà, 4 khứa cá dứa, 4 khô cá dứa, 4 khứa khô cá dứa, và nói chung là chắc cái này chắc một miếng sườn quá. Viên miếng sườn nó bự vậy nè, thì chắc một miếng sườn á, hoặc là thịt heo bây giờ chiên á, bỏ vô đây. Ồ, anh bán rẻ quá, em mua nhãn hàng khác mấy bữa nay rồi, không xa đâu em ơi. Mốt anh còn bán nhiều sản phẩm khác có gì á. Ờ, em muốn mua cái gì em nhớ, em có hỏi anh đi, hỏi anh đi là anh có bán cái đó không, để anh coi coi anh bán không, thì anh nói cho em á, em mua cho nó rẻ. Tụi em ơi, từ 750 mà nói hôm nay chỉ còn có 429 là quá rè khe cho cái này luôn. Cái nồi này anh xin về á, anh xin về đến bán cho tụi em á. Anh còn một bình nữa thôi là đủ. Anh còn một bình nữa thôi là đủ. Là đủ KPI. Ờ, đủ KPI của bình. Ôi, đủ bình rồi. Cảm ơn bạn Lột, trời cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều nha, cảm ơn Lột yêu dấu. Cảm ơn Lột yêu dấu. Mốt à, ngày 20 20 anh bán son, bán mỹ phẩm, bán sữa tắm. Ok, anh có nhiều sản phẩm ok lắm. À, ngày 20 là ngày 20 nha. Tối ngày 20 anh sẽ bán. Cho nên mọi người có gì ủng hộ anh ngày 20 nha. Tối anh sẽ bán body care nè, nước tẩy trang, L'Oreal nè, rồi xong sữa tắm nè, dầu gội nè, đủ thứ hết, mỹ phẩm nè, son nè, make up nè, cushion nè, dưỡng da nè. Bán sữa mặt ra đi hả, để anh bàn khang nha, để anh xin nhãn hàng nha. Tụi em ơi, cái hộp này nè dễ thương lắm, tụi em ơi mua cái bình này đi. Ê, anh thấy anh cũng hợp bán đồ gia dụng lắm á. Tại vì biết sao không, người ta cho anh mang cái này về là bởi vì anh bán được. Bởi vì anh bán được á, tại vì anh thấy là cái này mấy bạn học sinh sinh viên mua nhiều, bởi vì nó không chiếm diện tích. Hôm qua bán được 2 cái này dữ nha. Hôm qua 2 cái này nè, ảnh để ảnh hậu. Cảm ơn bạn Lục nha, tại vì bán hàng cho nên ít người xem, em không sao. Tại vì có nhiều khi á, là hồi xưa anh cũng hơi buồn một cái việc á là sao mình bán hàng mà ít người coi. Trời, khùng quá à. Mày nói câu đó là rất là khùng luôn á Bảo. Anh nghĩ trong đầu vậy á. Tại vì gì nè, khi mà người ta coi á thì đa phần người ta sẽ chọn coi giải trí. Còn khi mà mày bán hàng rồi thì người ta đâu có thích coi bán hàng đâu. Đâu ai thích coi bán hàng, người ta sẽ thích coi giải trí hơn. Cho nên là nếu mà người ta có nhu cầu á thì người ta sẽ mua. Mày không có thể buồn một cách vô cớ, không lẽ giờ mày ép ta mua. Không, người ta có nhu cầu người ta sẽ mua. Thì mình bán từ từ á, sau này khi mà mọi người biết mình bán hàng rồi đó, thì anh có một cái suy nghĩ là mình cứ hả, tại vì anh đang muốn tham gia vào cái nghề này để anh thử sức mình. Thì anh biết á là cái content của anh á, nó không có phải là để cho nhãn hàng có thể dễ dàng mà có thể bỏ vào để anh bán hàng. Nhưng mà anh sẽ bán từ từ để cho nhiều người mà người ta hay mua hàng á, người ta xem anh, người ta xem từ từ người ta cũng biết à thằng bé này nó cũng có bán hàng nè. Hoặc là anh đi xin là anh sẽ đi hả, đi làm MC, hoặc là anh đi làm host cho mấy cái chỗ mà người ta đang livestream bán hàng mà người ta cần người nói chuyện á, anh sẽ xin vô đó để anh bán, anh sẽ bán phụ người ta, anh sẽ nói chuyện phụ người ta để hả là anh có thể cái mặt của anh người ta thấy nhiều hơn, thì người ta biết à thằng bé này nó hay bán hàng nè, mốt mà có gặp anh thì người ta cũng sẽ cứ vô coi anh có bán cái gì không. Thì thay vì anh ngồi anh buồn á là anh ít người xem khi anh bán hàng á, thì anh cố gắng để giải quyết cái vấn đề là làm sao mà người ta thấy mình, người ta sẽ muốn mua đồ của mình, thì anh sẽ tìm cách để anh giải quyết chứ anh không ngồi buồn nữa. Cho nên anh mong của tụi em cũng sẽ như vậy nha. Khi mà tụi em gặp bất kỳ khó khăn ở một cái việc gì mà tụi em đang muốn làm á, thì tụi em đừng buồn. Tụi em hãy nghĩ cách để giải quyết nó, giống như anh nè, anh nghĩ cách nè, bữa anh đi với bạn Tạ Công Bằng nè, vào ngày 21 này anh cũng sẽ đi với một cái chị nữa tên là Kiwi Ngô Mai Trang, để anh có thể đi phụ người ta, sẵn tiện á là những cái người đó bán hàng nhiều á thì lượng tệp khách hàng của họ cũng sẽ thấy mình, thì người ta cũng biết là ừ cái bạn này cũng bán hàng này, cũng nói chuyện với Thương nè, thì anh đang cố gắng để giải quyết thay vì mà mình ngồi mình buồn, đúng không? Cho nên là anh mong tụi em cũng sẽ như vậy nha, anh mong tụi em cũng sẽ
những cái điều mà tụi em mong muốn làm, mong muốn đạt được thì nó gặp khó khăn thì cũng đừng bỏ cuộc, tìm cách giải quyết nó thay vì ngồi buồn nha mấy đứa em. Với là anh sẵn tiện anh xin deal luôn, cũng lợi lắm á, anh xin deal là sẵn tiện à. Thí dụ ngủ hàng á, ý là gì nè, làm á kiểu mà anh xin deal xong rồi, thí dụ như mà mấy cái bạn fan của anh nó được deal hời nè, thì các bạn thay vì mua ngoài nó mắc thì không, các bạn mua của anh nè nó rẻ. Ô peace là cái gì vậy em? Thử mùi ô. Có rồi em ơi, sẽ có. Anh sẽ làm từ thứ sáu chủ nhật hàng tuần nha. Cái nồi này nè mọi người ơi, anh ban đầu người ta đâu có nghĩ anh bán được hàng gia dụng đâu. Hôm qua anh bán được hàng gia dụng á, tụi nó hết hồn đó. Anh ơi, anh là chỉ bán hả đồ gì? Không, ta thử ta bán coi mấy cái kia được không. Rốt cuộc ta bán được đồ gia dụng, tụi nó giật mình liền. Tụi nó thấy ta bán được mấy hộp, mấy bịch, tụi nó giật mình liền. Có bàn khen nội tạng không không nha em. Anh có thể thử quay nấu ăn bằng mấy cái anh like chẳng hạn. Ok em. Mà để anh coi xin symbol cho người ta. Hôm qua anh thử rồi đó, anh thử anh hấp cái này rồi nè. Thấy nó còn hơi không? Anh thử anh hấp rồi đó. Mà tại đi lười á, để bữa sau anh quay clip cho tụi em xem nha. Anh sẽ quay clip cho tụi em xem nha Quân Nhi nha. Anh sẽ quay clip nha. Hôm nay thì chưa có tiện lắm. Trời anh bảo ơi, cái gì anh cũng bán vậy anh. Hay không? Thế anh hay không? Đã muốn làm thì anh sẽ làm. Mỹ phẩm thì anh quay make up cho bạn gái. Anh biết mà anh. Ơi, mỹ phẩm tao quay tao make up cho tao luôn á. Tao make up là mình còn đánh son được đẹp, tại sao các bạn không? Content của anh đó em. Hôm bữa anh đánh cái roman mấy bạn khen quá trời luôn, anh tự đánh roman á. Bữa anh bán được hả 80 mấy cây roman. 80 mấy cây á. 80 mấy cây roman á trong một phim live á. Cũng chậm vía là mấy bạn ủng hộ, tại vì cái sản phẩm đó anh tới từ Submon luôn. Anh có làm mà, tại vì chị Quân bận quá em ơi, với chị Quân bệnh. Ưu tiên sức khỏe chị Quân hơn. Chị Quân đang bị viêm họng mà nhiễm khuẩn luôn á. Cho nên là chị Quân bị bệnh nặng, cho nên là bây giờ phải chăm sóc hơn là kêu chị Quân quay. Bữa giờ chị Quân cũng stress lắm em. Chị Quân không có đi quay được á, để giữ tương tác TikTok á, cũng buồn á. Thế mấy cách chứ anh Long đi, giữ rồi đó má. Má đó ngại. Má này hướng nội, má này đứng mặt đỏ kè lên luôn, không dám nói gì hết trơn luôn. Không, để make up cho con Phượng. Không, con Phượng nó giận mạng xã hội rồi. Tao make up cho mày đi, mày qua đây. Chung quanh hướng nội mà, không má nào đủ tài năng vậy. Đi ra được nói chuyện ở đâu. Tao make up cho mày, mày ra đây. Make up cho fan, anh nội địa chỉ đi, ok luôn. Ê mà chưa, để khi nào cục vàng nhắn tin cho tao đi. Để khi nào mà kiểu mà tao like á, make up á, tao nhắn mày nha, make up cho fan. Đi đường gặp fan đè đầu make up luôn. Ê đi đường gặp fan nha. Kiểu mà để tao đi ra phố đi bộ, đứa nào nhận ra tao, tao đè đầu tao make up tại chỗ. Được không? Tao thấy content nó hay đó. Đè đầu người đi đường make up. Xuất sắc luôn. Quá xuất sắc luôn, anh mời mọi người. Chốt đơn nè. Ê mẹ ơi, con gái nè, nhỏ này nè, nó hay giặt đồ nè, mày mua cho tao bịch nước giặt đi. Ghim cái bịch nước giặt lên, bán cái bịch nước giặt cho nó. Bé, mày có hay giặt đồ không? Mày có hay giặt đồ không? Mày mua bịch nước giặt nè bé. Bịch nước giặt nè, mua 1 tặng 1 nè. Hôm nay cái bịch nước giặt nha, 240, mua 1 tặng 1 đi. 240 giảm còn 105.000. Mua 1 bịch này tặng 1 bịch này là 105.000. Là sẽ có được 2 bịch. Tính ra một bịch chỉ có 50 mấy thôi nha cục vàng. Cục vàng này là người nói câu em ruột mà em nào hư anh block trên UT. Nè anh nhớ không? À, con này đó hả? Dễ thương. Chịu. Tao đọc cái câu đó tao cười nửa đêm đó. Anh ruột nói em ruột vậy chứ hả? Thấy em ruột nói câu nào không vừa ý là block. Sao biết hay vậy? Kiểu giống như là idol, live fan idol rồi đó. Kiểu như là tâm linh tương thông đó. Giống nhau. Chíp. Nè, vậy mày tinh thần quá, mày tinh thần quá, mày mua cho anh một bịch rất giả coi. 105.000 mua 1 tặng 1. Phi chíp. Hoặc là mày mua cái này thơm lắm em. Thơm lắm, cái mùi thơm nó dịu lắm. Tao con trai mà tao còn thích thử nữa. Tự nhiên
từ ngày tao mua cái này tao thích giặt đồ hơn hẳn luôn á. Tao nói thiệt, tao thích giặt đồ hơn hẳn, nó thơm lắm. Ngày mai tao làm clip giặt đồ cho tụi bay coi nha. Chắc ruột thừa muốn cắt giờ nào cắt, mua cái bình capi cho bồ cũ là em gái em luôn vì anh ruột. Trời cảm ơn em. Ủa ghê vậy, mua bình của người cũ. Á à, người cũ em sướng quá ha. Nó có phước mà không biết hưởng. Em xem anh từ hồi em còn đi học à, trong trường mà giờ em sắp ra đại học luôn rồi. 2K3. 2K3. Đúng không? Đúng không? Anh không thích vơi đồ. Đang kiếm tiền. Ê, hay không? Hay gì mình ngồi mình buồn á thì anh cố gắng kiếm tiền, anh trả xong cái máy lạnh với lại cái máy giặt với lại cái tủ lạnh rồi đó. Anh trả cho điện máy xanh xong hết rồi đó tụi em. Giờ anh thiếu nữa nha. Anh đi ra anh mua cái máy sấy. Cái máy sấy đồ á, anh thiếu nữa. Anh thiếu nữa. Em mới cúng xong luôn nè, anh cúng gì vậy? Anh thiếu nữa nha. Anh thiếu nữa. Giờ anh thiếu thêm cái máy sấy đồ. Được rồi anh ơi, không, anh lùi, anh lùi phơi đồ quá. Em cũng coi anh từ năm em học lớp 7, giờ em cũng sắp ra trường. Lớp 9. Sắp ra trường, trường nào? Trường cấp 2, trường cấp 3. Nói rõ. Ghệ đẹp Hana nãy giờ sao im vậy mày? Sao mày sai lịch chích mình với anh nãy giờ vậy, không thấy mày comment. Đâu khổ vô trễ, đại học rồi trời ơi. 23 luôn. 23. Cưng lắm tụi em. Tụi em từ 2000 trở xuống tâm linh tụi em ghê lắm. Kiểu mà tụi em nhạy lắm. Rằm tháng 7 anh, trời ơi tao. Ê, tao quên cúng rồi. 204 hả? 202. Ủa em comment mà anh không thấy hả? Em xem anh từ hồi cái clip đi xem phim kẹt xe mà bị mắc. À, ngại quá. Nhưng mà em có mua bình này chưa? Anh kể xong rồi. Thôi không sao đâu, anh sẽ đăng lại trên yêu từ bé mà. Mà khi nào anh đăng lại thì anh không biết. Gì mà quên dữ gì. Em coi anh từ lúc có anh voi gì á. À giờ là lâu lắm rồi. Giờ mày lớn dữ gì. Lúc đó ta còn con nít. Bây giờ mày tụi mày lớn dữ gì. Tụi mày ơi, anh nói thiệt nha. Tính nói gì quên rồi. Mất trí nhớ tâm thời. Hồi nhỏ anh không biết chứ sau này anh lớn lên anh mới biết là những cái thứ cần thiết như là máy giặt rồi tủ lạnh này kia các kiểu nó cần thiết hơn những cuộc chơi của anh đó. Cho nên là tụi em ơi, tụi em hả gán để dành tiền và mua những thứ cần thiết nha. Ví dụ như cái nồi chiên không dầu này nè, ghi mấy cái nồi chiên không dầu lên cho anh nha. Cái nồi chiên không dầu này quá ghè khe luôn em ơi. Thôi để anh tự ghi cho thì anh ghi được nè. Thôi ghi mà nè, cái nồi chiên không dầu nè. Cái nồi chiên không dầu từ 750 còn có 420 mấy thôi. Bạn nào mà có mã nữa thì sẽ còn rẻ nữa. Anh coi từ voi từ... Ồ vậy là lâu lắm luôn rồi em ơi. Hồi đó anh kể nhập tâm. Ủa giờ không hả má? Con nhỏ này sắp tới công chuyện với tao rồi nè. Hồi đó tao kể nhập tâm giờ tao không hả? Tao hôm nay tao diễn xuất luôn. Tao thoại giống y chang như người hả? Trong câu chuyện của mình muốn gì nữa. Em 209. Em được hữu duyên tarot đúng quá trời. Ồ cảm ơn Đinh Trung nè nha. Ê ý nhưng mà gửi chuyện ma từ đó mà giờ chưa thấy đọc. Ê gửi lại đi quỷ. Gửi lại quỷ ơi. Gửi lại cho tin nhắn phở bò nha. Nhắn tin nha. Anh nhắn tin cho anh đi, anh bán son nè, nhưng mà nhắn tin cho anh đi, ship riêng. Nào chị về Florida đi, em xuống chơi ở Atlanta á chị. Là sao nữa con này nữa? Con này chơi hệ tiên nữa rồi, con nhỏ này mới chơi đồ đúng không? IG đi cũng được nha. Bé thất tình rồi anh Bảo ơi, kiếm người mới đi. Vô mới vô group Instagram. Ồ, xem tiếp. I love TikTok shop, I love TikTok shop, I love TikTok shop. Mời mọi người chốt đơn, mời mọi người chốt đơn. Vậy đang đeo nhắn tin TikTok cho anh nha. Tụi em ơi, lớn rồi thì phải biết nồi chiên không dầu 429 thôi, từ 700 mấy xuống còn 429 thôi. Dạy gì mà không chốt đơn tụi em ơi. 750 mà còn có 429, nhìn đi nó vinh tẹp không? Nó vinh tẹp mà nó 2 lít. Nó nhắn tin nó gõ gọn như vậy mà nghĩ gọn là không mua. Hoặc không mua hộp bút đi nè. Hộp bút đi sử dụng. Hộp bút nè, cái hộp bút này nè 50 cây. Nè, hộp bút 50 cây với 159 nè, vô lửa đúng nha, màu pastel, bốn màu. 159 thôi. Giảm từ 200 mấy rồi phải.
Đúng rồi, 265 xuống 159 nè, mua cái hộp bút đi, chốt cái hộp bút đi nè, cho nó có kiến thức đi. Đúng nghĩa xem anh như anh ruột luôn nha, anh từ đầu lớp 10 cho tới giờ. Đúng rồi, ta cũng coi tụi bay như em ruột thôi à. Ta nói thiệt, có cái gì anh cũng chia sẻ lên group hết đó. Tất cả những gì anh chia sẻ lên group với tụi em là chân thật. Anh nghĩ gì anh nói đó đó, anh không có xạo. Lúc nào á hả, ý là nghĩ gì nói đó, không có nói xạo tụi em. Cuộc gà đó mà thử tụi bay nói nó không đúng với tao rồi tao có lóc không? Thử tụi bay nói không đúng với tao rồi tao có lóc không? Anh ơi, cái nồi điện đa năng nó có bị rò điện không? Em ơi, em biết sử dụng là nó không có bị. Em cắm vô đàng hoàng, em để yên, em đừng có phá nó quá thì nó sẽ, có nghĩa là nó không, tại vì á, thật ra là nó cũng mỏng manh. Nhưng mà những cái như vậy nè, với giá 189 thôi, thì tụi em phải biết bảo quản. Thì ra cái gì cũng vậy á, xài cho giữ vô rồi bảo quản không kỹ thì nó cũng banh thôi. Rò đĩa điện thì không, bởi vì làm cái này á, vốn dĩ á, là nó có bảo hành tới 12 tháng đúng không? Bảo hành tới 12 tháng cho tụi em. Cái này nè, nó bảo hành tới 12 tháng cho nên tụi em yên tâm. Cái này 189 thôi, không có đòi hỏi quá nhiều, nhưng mà nó cũng đang làm tốt nhất ở cái tầm giá đó của nó rồi. Chiên nấu hấp xào kho, ồ, dễ thương, 189 yêu. Anh yêu, cái này dễ dùng nè, bỏ trong cái kia hay cái gì đó nó cũng đỡ, nó không có bị, không bị sao ta, không có bị, không có bị chiếm diện tích. Bảo quản như nào, ok, sau khi em nấu xong đúng không? Tại vì cái này là cái lớp gọi là cái lớp chấm dính, em nấu xong em để cho nó nguội hẳn, nó không còn nóng nữa, thì em mới bắt đầu rửa. Em rửa xong thì em úp ngược nó lại vậy nè để em phơi. Đó, em để cho nó chốc hết nước, xong rồi bắt đầu hả, em dùng bình thường. Và khi mà rửa dùng mút để rửa, đừng có dùng cái đồ ma sát và cái đồ mà sắc sắc để rửa nó nha. Đừng có chà, chà mạnh quá thì nó trong nó bóc cái lớp kia ra. Cái gì nhắn nghe ý gợi. Anh cũng chia sẻ nước giấm táo tốt cho tiêu hóa lắm, thiệt. Cái nước giấm táo đó đó, thiệt. Anh nói thiệt nha. Anh uống vô cái anh thấy là bữa giờ anh có xuống ký á. Tại vì anh có uống thêm, tại anh có tập luyện. Thứ nhất là anh có tập luyện, thứ hai là anh có uống thêm cà phê ủ lạnh. Cái link anh đưa giấm táo cho tụi em là cái link real nha. Vô cái link đó mà mua. Ok. Vô cái link đó mà mua đi. Chốt cái link đó đi. Rồi bây giờ lên lại cái ly nè. Cái ly ai chốt cái ly chưa? Cái ly Capibana nè. Trời ơi, nãy giờ giao dịch cái này nhiều lắm hả? Hay sao tao thấy mà nó để số 1, số 2 dữ gì? Dữ gì? Gì mà? Dữ gì? Dữ. Cái này nè, ghim. Đây. Lên chưa? Đây cái bình Capibana nè. Chốt cái bình Capibana đi. Sắp xong rồi. Ôi khoan, bấm lộn. Trời ơi, bị gì vậy? Sorry tụi em nha, anh bấm lộn. Cái bình Badibana giá gốc của nó là 400 một bình 850ml. Hôm nay trong phiên live của anh chỉ có 197 thôi nha. Sập nguồn. Tại vì anh lùi hóa trang á em ơi, anh lùi á. Anh lùi hóa trang á em ơi, anh lùi á. Ok. Badibana rồi đó. Tưởng anh tắt lại không? Tưởng Guchumbio hả, giận anh. Ừ, Guchumbio sợ lắm. Khó mà làm Guchumbio hài lòng lắm em ơi. Mừng anh. Tức giận lắm. Mà cũng xin deal. Ngày 20 này á, nhớ nha, ngày 20 này anh sẽ bán mỹ phẩm, đồ kim care, rồi xong rồi body care, này kia đủ hết. Cho nên tụi em nhớ lên nha. Ok lắm á. Mấy cái son á, anh kiếm mấy cái hãng mới cho tụi em, để cho tụi em có nhiều sự lựa chọn. Có son dưỡng nữa. Kiếm hãng mới cho tụi em. Máy xay cẩn thận nha, dễ hư đạn nha. Thiệt không? Đề xuất cho anh một cái máy nào đến mua. Để anh nhắn tin, anh gọi hỏi cho nó. Anh quên rồi. Đến. Anh bán sát vuốt tóc không? Không. Đây, khung 20 giờ. Nè, ngày 20 tháng 8 anh sẽ live vào lúc 18 giờ, tức là 6 giờ chiều cho tới 10 giờ tối. Personal care, anh sẽ like personal care. Ngày 25 tháng 8 anh sẽ like food. Ngày food là đồ ăn á. Rồi ngày 27 tháng 8 anh sẽ like fashion. Fashion. Ngày 20 personal care.
Bữa giờ mới mua xong, giờ chuẩn bị anh có đi mua tiếp nè. Trời ơi, cảm ơn bà Cạp hay giỏi nha. Khó thở quá. Hôm qua hả, lẫn quẩn quá trời lẫn quẩn luôn. Ok, rồi. Rồi, bây giờ hả là các bạn còn muốn anh tư vấn gì không? Chốt cái bình đi. Em ơi, hay là em xuống em chạy xe vô đi, cái này em tự làm được rồi. Xuống chạy xe vô. Cái này tự làm được rồi. Ê, vi phạm gì vậy? Ê, mất giỏ hàng luôn rồi. Ê, tụi em ơi, tắt like cái nha, mất giỏ hàng luôn rồi. Chết mẹ, anh mất giỏ hàng luôn rồi. Anh mất giỏ hàng luôn rồi. Chết rồi.